Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1701, gặp lại Triệu Phi Vũ 1. Chần chừ một chút, Trương Huyền quyết định không nói a. Danh sư không chỉ chú trọng giảng bài, danh cũng rất trọng yếu, nếu như lần trước giảng bài, để lại ảnh hưởng lớn như thế, vừa vặn có thể dựa vào danh tiếng của mình trấn nhiếp bốn phương, tránh cho phiền toái cùng tranh chấp không cần thiết. Đương nhiên, thân là học viện viện trưởng, có danh khí như vậy tự nhiên tốt nhất, đối với khảo hạch danh sư lục tinh cũng có trợ giúp rất lớn. Gia hỏa này bất kính với Trương sư, ta hoài nghi là gian tế của thế lực khác, người đâu? Bắt hắn lại thẩm vấn. Thấy Trương Huyền nhìn pho tượng chẳng những không có bất luận tôn kính gì, còn lộ ra biểu lộ xoắn xuýt, thiếu niên càng nghĩ càng giận, quay người phân phó. Vâng. Sau lưng đi ra mấy hộ vệ, đồng loạt vây quanh tới. Ta cũng không có bất kính. Biết rõ giải thích không thông, không để ý tới hộ vệ chung quanh, Trương Huyền lắc đầu, hai bước đi vào trước mặt thiếu niên, vò đầu của hắn, vẻ mặt vui vẻ. Tỷ tỷ Triệu Phi Vũ của ngươi có ở đây không? Để nàng đi ra gặp ta. Ngươi, thiếu niên sắp nổ tung. Gia hỏa này là suy nghĩ có vấn đề, hay phản ứng không kịp. Bản thân đường đường là vạn quốc liên minh bát hoàng tử, muốn bắt hắn, thẩm vấn hắn, chẳng những không sợ hãi, còn tới xoa đầu của mình. Càng gọi thẳng tên họ của tỷ tỷ, để nàng đi ra gặp. Quả thực tội không thể thứ cho. Đáng giận, dám gọi thẳng tên họ của đại minh chủ, quả thực tội ác tài trời. Thiếu niên gào thét, một quyền đánh tới Trương Huyền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng không tránh né, bàn tay vuốt đầu đối phương của Trương Huyền nhẹ nhàng đẩy, bằng vào chiều cao, liền với không đến bản thân, tùy ý thiếu niên gió táp mưa rào, hắn tự nhiên lù lù bất động. Các ngươi làm gì, còn không mau lên. Thấy công kích của mình rơi không đến trên người đối phương, ngược lại giống như vô lại phố phường, thiếu niên tức giận sắp điên mất, la lên. Lúc này mấy hộ vệ mới phản ứng tới, đang muốn xông lại hỗ trợ, lại phát hiện thân thể như lâm vào vũng bùn, căn bản không cách nào nhúc nhích. Xuất thủ đúng là mấy người Hồ Yêu Yêu. Lấy thực lực của các nàng, chỉnh đốn mấy hộ vệ ngay cả tông sư cũng không có đạt tới là dễ dàng, hơn nữa còn có thể cam đoan, ngoại nhân người nào cũng nhìn không ra. Triệu Phi Vũ làm đại minh chủ rồi hả? Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười, không để ý tới rất nhiều hộ vệ, lần nữa nhìn thiếu niên trước mắt cánh tay liên tục vung vẩy, rồi lại thủy chung với không đến bản thân. Trong ấn tượng, Triệu Phi Vũ là một nữ hài tri thức uyên bác, nhưng bởi vì thể chất không cách nào tu luyện, lúc nào biến thành đại minh chủ rồi hả? Mặc dù ở trước khi đi, hỗ trợ giải quyết xong vấn đề không thể tu luyện, cũng có được thực lực nhất định, nhưng khoảng cách quản lý một vạn quốc liên minh còn kém rất xa. Vạn quốc liên minh không có thực lực trên hóa phàm, đừng nói đại minh chủ, khả năng ngay cả một đại quan nhất phẩm có quyền thế cũng làm không lên. Thả ta, nếu không ta nhất định giết ngươi. Không có lên tiếng trả lời hắn, thiếu niên ngược lại nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, hỏi ngươi cũng nói không rõ ràng, vẫn là tự mình hỏi nàng đi. Biết rõ ở chỗ này càng dây dưa càng phiền toái, chẳng muốn tiếp tục hỏi thăm, Trương Huyền ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng phủ minh chủ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phi Vũ công chúa, cố nhân đến đây, mong ra gặp mặt. Thanh âm không lớn, nhưng bằng vào thực lực bán thánh, trong nháy mắt truyền vang toàn bộ quảng trường. Thậm chí toàn bộ vạn quốc thành cũng rõ ràng có thể nghe. Trương sư, nghe được thanh âm này, những người khác không có cảm thấy cái gì, ở phủ minh chủ có một thanh âm hưng phấn vang lên, mọi người liền chứng kiến trên lưng linh thú phi hành cực lớn, Triệu Phi Vũ đại minh chủ tràn đầy hưng phấn bay tới. Linh thú còn chưa tới trước mặt, nữ hài liền từ không trung nhảy xuống, tựa hồ muốn bổ nhào vào trong ngực thanh niên, đi vào trước mặt, cuối cùng ngừng lại, ôm quyền. Phi Vũ gặp qua Trương sư. Trương sư, có thể được Phi Vũ công chúa kính trọng như thế, chẳng lẽ? Vị này chính là Trương Huyền Trương sư. Ngươi vừa nói như vậy, tựa hồ rất giống pho tượng kia a. Không giống, chính là một người. Trương sư đã đến, chúng ta lại có thể không nhận ra. Chân nhân so với điêu khắc thoạt nhìn muốn hèn, vĩ đại hơn nhiều. Đúng vậy a, là vĩ đại. Nghe được Triệu Phi Vũ nói, chứng kiến động tác của nàng, toàn bộ quảng trường lập tức xôn xao. Tất cả mọi người ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía thanh niên. Lúc trước bát hoàng tử tuyên bố muốn bắt Trương Huyền, càng là ngẩn người, giống như muốn điên rồi. Hắn một mực lấy đối phương làm thần tượng, kết quả mình nhìn thấy, lại không nhận ra, ngược lại vô lễ như thế, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, hận không thể có một kẻ đất chui vào.
đi phủ minh chủ đi. Thấy ánh mắt mọi người lửa nóng, Triệu Phi Vũ biết rõ nơi đây không phải chỗ nói chuyện, vội nói. Ân. Chương 1702, gặp lại Triệu Phi Vũ 2. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền mang theo đám người Hồ Yêu Yêu, bước lên linh thú phi hành, thẳng tắp bay về phía phủ minh chủ. Mấy người vừa đi, toàn bộ quảng trường lập tức xôn xao, sắp nổ tung. Nguyên lai đây chính là Trương Sư. Thật có lễ phép cùng hàm dưỡng, nếu như có thể gả cho hắn, để cho ta lập tức chết cũng nguyện ý. Gả cho hắn, người suy nghĩ nhiều, người xem mấy vị bên cạnh hắn, bao gồm Triệu Phi Vũ đại minh chủ, cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành. Bộ dáng của ngươi, thật muốn qua, đoán chừng ngay cả tư cách làm nha hoàn cũng không có. Làm nha hoàn cũng được, coi như có thể có một đêm vui thích, cũng là tốt. Trên quảng trường tụ tập mọi người, có sùng bái, có hâm mộ, từng cái hưng phấn đến ánh mắt đỏ bừng. Trương Huyền ở chỗ này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, lại để cho vạn quốc liên minh một mực bị chèn ép hãnh diện không nói, càng làm cho trăm vạn cường giả có được tình nghĩa bán sư, nhân vật thiên kiêu như thế, đột nhiên xuất hiện. Lập tức để cho người liên minh đổ xô ra đường, tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn xem, vị siêu cấp thiên tài kia rút cuộc là bộ dáng như thế nào. Quảng trường rối loạn, Trương Huyền không quản được, cũng lười đi để ý tới, lúc này ngồi trong đại điện rộng lớn, nhìn Triệu Phi Vũ ở cách đó không xa, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. 4 năm tháng không gặp, thực lực của Triệu Phi Vũ đã có tiến bộ rất lớn, dĩ nhiên đạt đến chí tôn cảnh, tuy cách hóa phàm còn một đoạn. Nhưng trong thời gian ngắn có thể đạt tới loại cảnh giới này, tất nhiên hạ xuống khổ công rất lớn. Trước khi Trương Sư đi lưu lại cho ta công pháp bí tịch tu luyện, cộng thêm vạn quốc liên minh cùng với Lạc Sa Tông, Hàn Khí Tông, Lưu Vân Tông. Những tông môn này vô điều kiện giúp đỡ, tiến bộ tự nhiên không chậm. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Triệu Phi Vũ giải thích. Lạc Sa Tông, Hàn Khí Tông, Lưu Vân Tông, những tông môn này vô điều kiện giúp đỡ. Trương Huyền sững sờ. Những tông môn này, cùng vạn quốc liên minh có địa vị giống nhau, lúc trước bức bách liên minh lợi hại, như thế nào điên cuồng giúp đỡ nàng. Đúng vậy, 27 thế lực ở xung quanh vạn quốc liên minh, chỉ có một yêu cầu, chỉ cần ta làm minh chủ, liền đại lực ủng hộ, mặt khác ai cũng không được. Triệu Phi Vũ giải thích. Nghe xong giải thích, Trương Huyền hiểu được, cười khổ lắc đầu. Lúc ấy Ngụy Trang Dương Sư xuất hiện, một sách đập chết Bạch Dương Tông Tông chủ Bạch Khải Chi. Tạo thành lực uy hiếp thật sự quá lớn, hơn nữa đạt được quán quân của danh sư đại tái, thuận lợi tiến nhập danh sư học viện. Coi như học viện cách nơi đây rất xa, rất nhiều tin tức không có truyền tới, nhưng lúc trước làm nhiều như vậy, cũng khiến người khác triệt để sợ hãi. Mình và Triệu Phi Vũ quan hệ sâu, những người này có ngốc, cũng biết nên nịnh nọt người nào, nịnh bợ người nào. Nếu như những tông môn, thế lực này nguyện ý kết giao, người bây giờ liền truyền tin bọn hắn. Hiện tại ta muốn đi Hiên Viên Phong Hào Vương Quốc, ở đó lưu lại một đoạn thời gian, hơn nữa sẽ ở chỗ đó mở tiết giảng bài, nếu nguyện ý tới, có thể qua. Chần chừ một chút, Trương Huyền nói. Nếu như những thế lực này, tính toán thông qua phương thức nâng đỡ Triệu Phi Vũ tới kết giao bản thân, cũng không có gì phải khách khí. Lại để cho Phong Hào Vương Quốc tấn cấp đế quốc, kém là nội tình, loại vật này, muốn trong thời gian ngắn hoàn thành, chỉ dựa vào hắn nhất định là không được. Chỉ có đưa tới càng nhiều cường giả, mang đến vô số vật tư, mới có thể để cho người rất nhanh tiến bộ, quốc lực tăng nhiều. Tốt! Biết rõ hắn muốn làm những gì, Triệu Phi Vũ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cười cười. Ta cũng sẽ báo cho tất cả mọi người liên minh biết, hiện tại toàn bộ liên minh, người sùng bái ngươi rất nhiều, một khi biết rõ ngươi muốn đi Hiên Viên Vương Quốc, sợ là toàn bộ Hiên Viên Vương Thành cũng bị đạp phá. Nghe nói như thế, Trương Huyền cười cười. Giờ phút này cũng biết. Nguyên nhân đối phương dựng lên pho tượng của mình. Có hắn chân áp, 27 thế lực ở xung quanh mới không dám cản rỡ, tự nhiên phải tuyên dương rồi. Trương Sư, ta muốn theo ngươi đi Hiên Viên Vương Quốc. Không biết được hay không? Lại hàn huyên một lát, đối với tình hình gần đây của vạn quốc liên minh biết rõ nhiều hơn, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đứng dậy cáo từ, chỉ thấy ánh mắt của Triệu Phi Vũ tràn đầy chờ đợi nhìn qua. Ngươi không phải liên minh đại minh chủ sao? Có thể đi ra. Trương Huyền nói. Ta làm đại minh chủ, chỉ là tên tuổi mà thôi, chính thức trưởng quản vạn quốc liên minh là cha ta. Triệu Phi Vũ nói. Muốn thì đi theo, vừa vặn giúp ngươi tăng lên chút thực lực, ngắn ngủn mấy tháng thì đến được chí tôn cảnh, đối với ngươi mà nói, tuy tiến bộ rất nhanh, nhưng mà muốn trấn nhiếp liên minh cùng nhiều thế lực ở xung quanh như vậy, còn xa xa chưa đủ.
ta sẽ nghĩ biện pháp để thực lực của ngươi trong thời gian ngắn tăng lên tới hóa phàm ngũ trọng hoặc lục trọng. Trương Huyền gật đầu. Xung quanh vạn quốc liên minh, muốn làm được nhất thống thiên hạ, không ai dám phản bác, thực lực ít nhất phải đạt tới hóa phàm tứ trọng trọc thanh cảnh, mà muốn chính thức vô địch, phải có được sức chiến đấu ngũ trọng hợp linh cảnh hoặc lục trọng kiều thiên cảnh. Trước kia hắn không có năng lực này, hiện tại đạt tới bán thánh, trong tay càng có rất nhiều bảo vật cùng đan dược, giúp đỡ Triệu Phi Vũ trong thời gian ngắn tăng lên tới loại này cấp bậc, cũng không phức tạp. Đa tạ Trương Sư, nghe được muốn trợ giúp bản thân tăng thực lực lên, hai mắt Triệu Phi Vũ tỏa ánh sáng. Mặc dù đối với quyền thế không có hứng thú quá lớn, nhưng đối phương có thể trợ giúp bản thân, đại biểu coi trọng nàng, để cho nàng cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa, Trương Sư càng chạy càng xa, thực lực sai biệt quá lớn mà nói, cùng xuất hiện sẽ càng lúc càng lớn, cho đến không còn liên hệ. Có thể tăng thực lực lên, nói rõ cùng hắn từng bước tới gần, coi như là không có khả năng đuổi theo, ít nhất chênh lệch không có lớn như vậy. Dặn dò xong sự tình liên minh, lại dựa theo Trương Huyền nói, truyền tin tức ra ngoài, lúc này Triệu Phi Vũ mới cùng mọi người chung một chỗ bước lên lưng tử dương thú, thẳng tắp bay về phía Hiên Viên Vương Quốc. Chương 1703, danh sư lục tinh. 1. 2 tháng sau. Trưởng lão hội nghị. Đám người mi trưởng lão, Triệu Bính Tuất ngồi ngay ngắn. Sau khi Lục Phong từ chức đan viện viện trưởng, Chu Kình từ phó viện trưởng tiếp nhận, trận pháp sư học viện Trần Thừa Tuần cũng lui ra, thay đổi một vị phó viện trưởng. Nói cách khác, thập đại viện trưởng, tất cả đều đổi vị. Mi trưởng lão, viện trưởng thăng cấp đế quốc, tiến hành đến đâu rồi? Triệu Bính Tuất hỏi. Viện trưởng khảo hạch danh sư lục tinh. Là đại sự hàng đầu của danh sư học viện, chuyện này, một mực do mi trưởng lão sắp xếp, những người khác còn có sự tình khác phải xử lý, biết rõ không nhiều lắm. Tốt, ta đến nói một chút. Mi trưởng lão đứng dậy. Viện trưởng lựa chọn phong hào vương quốc muốn tấn thăng là. Hiên Viên Vương Quốc, đây là một quốc gia thuộc vạn quốc liên minh dưới trướng Huyễn Vũ Nhị Đẳng đế quốc, cực kỳ vắng vẻ cùng cằn cỗi. Mọi người gật đầu. Loại quốc gia nhỏ này, nói thật. Bọn hắn nghe cũng không có nghe qua, đủ thấy xa xôi. Danh sư đại lục thật sự quá lớn, vương quốc, đế quốc, phân cấp quá nhiều, coi như là danh sư nghe nhiều thấy rộng, cũng không có khả năng cái gì cũng biết. Huyễn Vũ đế quốc còn có nghe thấy, nhưng vạn quốc liên minh ở cấp dưới thì nghe cực ít rồi, huống chi Hiên Viên Vương quốc càng ở dưới. Đối với danh sư lục tinh mà nói, dĩ nhiên thuộc về khu vực xa xôi chưa khai hóa. Viện trưởng ở 2 tháng trước đến cảnh nội vương quốc, không có tuyên dương, trực tiếp đi danh sư đường ở địa phương. Mi trưởng lão tựa hồ đối với cử động của Trương Huyền cực kỳ rõ ràng, giải thích cặn kẽ. Danh sư đường đường chủ là Lạc Thiên Hồng, danh sư tam tinh đỉnh phong, cùng viện trưởng từng có mâu thuẫn, bị viện trưởng xông đường thành công. Xông đường. Tất cả mọi người sững sờ. Đều là danh sư, tự nhiên biết rõ độ khó của xông đường, cần đối mặt toàn bộ danh sư của danh sư đường. Thậm chí còn có rất nhiều ý niệm lưu lại trong nội đường. Căn cứ tin tức bọn hắn biết rõ, lúc trước thời điểm viện trưởng ở Hiên Viên Vương Quốc, bất quá danh sư nhị tinh, lúc này liền xông đường thành công, chẳng phải đại biểu. Khi đó, tam tinh đỉnh phong, thậm chí danh sư tứ tinh, cũng không phải là đối thủ. Danh sư bị xông đường, sẽ không điều kiện nghe theo người thành công phân phó, không biết viện trưởng phân phó bọn hắn làm gì. Vệ Nhiễm Tuyết hỏi, danh sư đường xông đường. Giống như võ quán đá quán, người thất bại sẽ tiếp nhận trừng phạt, vô điều kiện nghe theo người thắng trận phân phó. Viện trưởng cũng không có phân phó, mà trước giảng bài cho bọn hắn, 3 ngày sau, tất cả danh sư ở danh sư đường của Hiên Viên Vương Quốc, không chỉ tu vi tăng lên, lý giải đối với danh sư cũng gia tăng thật lớn. Nhất là vị Lạc Thiên Hồng kia, trực tiếp khảo hạch danh sư tứ tinh, chẳng những thông qua, còn trùng kích đến tứ tinh đỉnh phong. Chần chừ một chút. Mi trưởng lão nói ra tin tức mình biết. 3 ngày, lại để cho một vị danh sư tam tinh đỉnh phong đạt tới tứ tinh đỉnh phong. Cái này, có chút quá nhanh đi. Tất cả trưởng lão đều ngẩn ngơ. Danh sư khó có thể tấn cấp, không riêng gì thực lực tăng lên, ánh mắt, kiến thức, tâm cảnh khắc độ, phụ tu. Mỗi loại đều cần tiêu phí đại lượng thời gian, truyền thụ 3 ngày, Lạc Thiên Hồng liền từ tam tinh đỉnh phong, đạt tới tứ tinh đỉnh phong, tiến bộ có phải có chút quá mạnh mẽ hay không? Không chỉ như thế, lúc trước Hiên Viên Vương quốc tổng cộng có hơn 10 vị danh sư tam tinh, 3 ngày sau, lại có 8 vị đột phá tứ tinh, tuy chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng rất đáng sợ. Mi trưởng lão cười khổ. Vừa nghe được tin tức này, hắn cũng không thể tin được,
thẳng đến xác nhận nhiều lần, chân thật không sai, mới hiểu được. Thế giới thiên tài không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. 8 vị đột phá, tăng thêm vị đường chủ kia, tổng cộng 9 vị. Cho dù có 9 vị danh sư tứ tinh, muốn trong thời gian ngắn, để cho một vương quốc tấn cấp thành đế quốc, nội tình còn chưa đủ. Một vị trưởng lão nói, tuy căn cơ để vương quốc tấn cấp đế quốc là danh sư đường, nhưng cần tích lũy tháng ngày biến hóa, trong thời gian ngắn liền nghĩ hoàn thành, chỉ bằng vào mấy vị danh sư, còn là làm không được. Nguyên nhân chính là như thế, tấn cấp đế quốc mới là khảo hạch khó khăn nhất, không có một trong. Là chưa đủ, nhưng mà, ngày thứ 10 sau khi viện trưởng đến Hiên Viên Vương quốc, chung quanh rất nhiều đế quốc không nhập lưu, cùng với tông môn, thế lực không kém bao nhiêu, rất nhiều danh sư lao qua, còn có tu luyện giả, thực lực hóa phàm cảnh nhao nhao yêu cầu gia nhập vương quốc, trở thành một thành viên trong đó. Mi trưởng lão nói tiếp, gia nhập Hiên Viên Vương quốc, rất nhiều. Có bao nhiêu? Mọi người nhíu mày. Cho dù có người muốn gia nhập, cũng không có gì. Một phong hào vương quốc, ít nhất có mấy tỷ nhân khẩu, gia nhập mấy vị danh sư, mấy vị tu luyện giả, không làm nên chuyện gì. Chương 1704, danh sư lục tinh. 2. Có người lắc đầu. Cường giả có kiêu ngạo của cường giả, sẽ rất ít đi quốc gia cấp thấp, làm như vậy tương đương tự đoạn đường lui, còn nghĩ tấn cấp sẽ càng khó khăn. Bởi vậy, ở mọi người xem ra, cho dù có người gia nhập, khẳng định cũng sẽ không nhiều, hơn 10 vị danh sư, mấy trăm vị cường giả là nhiều chết rồi. Vài người như vậy, đặt ở quốc gia có mấy tỷ nhân khẩu, như muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Vương quốc thăng cấp đế quốc, là tố chất toàn dân tăng lên, chỉnh thể quốc lực tấn cấp, không chỉ nhiều 10 cái 8 cái tu luyện giả là có thể làm được. Mấy vị danh sư, mấy vị tu luyện giả. Mi trưởng lão cười khổ. Các ngươi quá coi thường lực hiệu triệu của viện trưởng ở Vạn Quốc Liên Minh. Trong 10 ngày, tổng cộng đã đến hơn 3.000 vị danh sư tứ tinh, tiếp cận 10 vạn cường giả hóa phàm trở lên. Hơn 3.000 vị danh sư tứ tinh. 10 vạn cường giả hóa phàm trở lên. Mọi người giật nảy mình. Nhiều danh sư, nhiều cường giả như vậy, coi như là đế quốc bất nhập lưu thông thường, cũng không có nhiều như vậy a. Nhiều cường giả như vậy đồng thời gia nhập Hiên Viên Vương quốc. Một khi xuất hiện lòng phản loạn, vương quốc làm sao ngăn được? Tương Thanh Cầm nhìn không được nhíu mày. Mặc dù đối với rất nhiều chuyện không quá quan tâm, nhưng mà quốc gia cân bằng vẫn là rất rõ ràng. Nhiều cường giả như vậy, so với tất cả đại thần, quốc vương bệ hạ của vương quốc đều muốn cường đại hơn, quản lý không được, thực lực còn thấp hơn dân chúng bình thường, làm sao quản lý? Như thế nào áp dụng chính lệnh, khiến người ta thần phục? Phong hào vương quốc bình thường. Lão tổ cũng mới hóa phàm nhất trọng, quốc vương bệ hạ, có thể đạt tới nửa bước hóa phàm cũng rất ít. 10 vạn cường giả hóa phàm trở lên quy phụ, đối với loại vương quốc này mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Điểm ấy, chúng ta không cần lo lắng, viện trưởng đã sớm nghĩ kỹ, hắn từ danh sư đường đi ra đến những người này quy phụ, trong 7 ngày cơ bản đều ở Hiên Viên Vương cung. Trong vòng vài ngày, quốc vương Mạc Vũ bệ hạ thành cao thủ hóa phàm ngũ trọng. Mặt khác rất nhiều đại thần thân cận nàng. Tu vi cũng đều nhao nhao tăng lên, đã có thực lực hóa phàm nhị trọng, tam trọng. Mi trưởng lão nói tiếp. Ngắn ngủn 7 ngày, làm cho cả vương cung có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả mọi người tu vi tăng nhiều. Đổi lấy trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy viện trưởng công khai tiết học rầm rộ, gặp được vô số sinh linh đột phá thành man thú. Biết rõ, vô luận ở trên thân hắn phát sinh chuyện gì, đều là quá bình thường. Mi trưởng lão tiếp tục. Không chỉ như thế, viện trưởng còn mang đến không ít linh thú ở Vân Vũ Lĩnh, chừng hơn 1.000, từng cái đều có sức chiến đấu hóa phàm lục trọng, chỉ phụ trách nghe theo Mạc Vũ bệ hạ phân phó. Bởi vậy, coi như là một ít đế quốc nhị đẳng cũng không dám xâm phạm, huống chi những người tu luyện này rồi. Hơn 1.000 linh thú hóa phàm lục trọng, cũng chỉ viện trưởng mới có thủ bút lớn như vậy. Đúng vậy, đổi lại người khác, coi như là nghĩ, cũng cầm không ra nhiều linh thú trung thành và tận tâm như vậy. Thủ hộ hoàng thất như vậy, có thể nói phòng thủ kiên cố rồi. Mọi người yên lặng, lại nói không ra lời. Thuần thú sư thông thường, cơ bản chỉ có 1-2 thú sủng, khẳng định không có khả năng đưa người. Viện trưởng thì ngược lại, Vân Vũ Lĩnh 10 vạn linh thú thần phục, tùy tiện đưa lên 1.000 con thực lực thấp, không đáng kể chút nào. Với hắn mà nói không có gì, nhưng đối với Hiên Viên Vương quốc mà nói, tác dụng rất lớn, tuổi thọ của linh thú càng dài hơn nhân loại. Hơn nữa thực lực vượt xa người mạnh nhất của vương quốc. Dùng để trấn thủ vương thất,
tuyệt đối không ai dám nói nhảm nửa câu. Nhiều người như vậy, sau khi tiến nhập Hiên Viên Vương Thành, viện trưởng mở một tiết học, kết quả thanh âm bao phủ mấy trăm dặm, toàn bộ tu luyện giả ở Vương Thành đều được chỗ tốt thật lớn, hầu như hơn phân nửa tu luyện giả đột phá. Hơn nữa ngôn tụ linh khí, kéo dài không tiêu tan, làm cho cả Vương Thành trong nháy mắt biến thành thánh địa linh khí đầy đủ. Nghi trưởng lão nói tiếp. Ngôn tụ linh khí, thiên hoa loạn trụy, viện trưởng có năng lực như thế, lại để cho rất nhiều người tấn cấp, cũng có loại bản lĩnh này, nhưng... Thăng cấp đế quốc, không chỉ có tu luyện giả nhiều, thực lực chỉnh thể gia tăng, còn muốn quốc lực tăng cường, cùng với rất nhiều chức nghiệp phồn vinh phát triển. Thư họa sư học viện viện trưởng Tống Đan Thanh nói. Cân nhắc quốc gia mạnh yếu, toàn dân thực lực mạnh yếu, chỉ là một tiêu chuẩn trong đó, càng trọng yếu còn có quốc lực mạnh mẽ, cùng với rất nhiều chức nghiệp phát triển. Quốc lực, là chỉ kinh tế, văn hóa, trình độ nhân dân tiêu phí của một quốc gia. Rất nhiều chức nghiệp, liên lụy nhiều lắm, chỉ cần là đế quốc, dù không nhập lưu cũng không chỉ có danh sư đường cường đại, thư họa sư hiệp hội, luyện đan sư hiệp hội, luyện khí sư hiệp hội. Đều tồn tại, hơn nữa hấp dẫn vô số người đến đây học tập. Có lẽ thời gian gần đây ngươi chỉ lo cắm đầu tu luyện, không có chú ý, viện trưởng vừa rời Hồng Viễn Thành, cùng một ngày, Hồng Viễn Thành tứ đại gia tộc Thẩm gia, Liễu gia liền tuyên bố muốn ở Hiên Viên Vương quốc thành lập thương hội, khai thông mậu dịch. Tin tức này vừa ra, dẫn động vô số đế quốc cấp dưới, nhao nhao vào chú. Giờ phút này Hiên Viên Vương quốc, số lượng cửa hàng mới mở, so với một ít đế quốc nhị đẳng cũng không yếu chút nào. Còn những chức nghiệp khác, viện trưởng hao tốn 10 ngày, truyền thụ thư họa, luyện đan, luyện khí, ma âm. Bao gồm nhiều chức nghiệp, đưa tới rất nhiều công hội coi trọng, trước mắt đã có 7 chức nghiệp ở Hiên Viên Vương quốc mở phân bộ mới. Nghi trưởng lão nói, thực lực toàn dân, quốc lực, kinh tế, phụ tu. Tất cả đều làm được, nói như vậy, Hiên Viên Vương quốc đã hoàn toàn có thể có tư cách tấn cấp đế quốc rồi. Nghe xong lời của hắn, một trưởng lão nhịn không được thì thào tự nói. Tiêu chuẩn cân nhắc thực lực một quốc gia, đơn giản chỉ là mấy thứ này, viện trưởng đi không đến 2 tháng, khiến cho nơi đó có biến hóa lớn như thế, chẳng lẽ đã thành công tấn cấp? 20 ngày trước, tổng bộ đã phái người đi xem xét, hôm nay triệu tập mọi người tới đây, chính là muốn nói cho các người biết kết quả. Mi trưởng lão nhẹ gật đầu. Viện trưởng, khảo hạch danh sư lục tinh, tấn cấp đế quốc, dĩ nhiên hoàn thành, nói cách khác. Hiện tại hắn đã là một vị danh sư lục tinh rồi. Chương 1705, Tứ Đại Viện Trưởng 1. Đã khảo hạch xong. Ngắn ngủn 2 tháng, liền để một phong hào vương quốc, tấn cấp thành đế quốc. Ta nhớ được, học viện chúng ta ghi chép cao nhất là Mạc Lưu Chân Viện Trưởng, dùng trọn vẹn 3 năm A. Đây cũng quá nhanh. Tất cả trưởng lão đều sửng sốt. Bọn hắn đã sớm đoán được, viện trưởng khảo hạch thăng cấp đế quốc, tất nhiên có thể thông qua. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến nhanh như vậy. 2 tháng liền thành công, chỉ sợ đã phá vỡ ghi chép của danh sư đường. Đúng vậy, quá nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, viện trưởng có lẽ đã khởi hành trở về. Nghi trưởng lão gật đầu. Như vậy tốt nhất, vừa vặn có thể bắt kịp chiến sư đại tái. Triệu Bính Tuất nói. Đúng vậy à. Nói lên chiến sư đại tái, sắc mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng. Tứ đại danh sư học viện trăm năm tiến hành một lần, tuy biểu hiện ra không có gì, trên thực tế là âm thầm đọ sức, lúc này viện trưởng có thể tự mình trở về, chủ trì đại cục, càng trở thành danh sư lục tinh, không còn gì tốt hơn. Tuyển chọn chiến sư, từng niên cấp đều có cơ hội, tất cả niên cấp trước 20, trải qua 2 tháng này tỉ thí, đã không sai biệt lắm chọn được. Tu Trường Thanh nói, chiến sư đại tái, dùng vũ lực làm đầu, 2 tháng này, tất cả niên cấp một mực tiến hành thi đấu. Rốt cuộc chọn lựa được trước 20, những người này đại biểu học viện, cùng với 3 đại học viện khác tiến hành đấu võ, tranh đoạt danh ngạch cuối cùng. Thực lực đệ tử của chúng ta như thế nào? Nghe được đã tuyển ra, Triệu Bính Tuất dừng lại một chút hỏi. Căn cứ tình huống dĩ vãng, còn là hơi yếu, có thể thông qua, chỉ sợ. Không có mấy cái. Sắc mặt Tu Trường Thanh đỏ bừng. Hồng Viễn danh sư học viện, luôn luôn là kế cuối của tứ đại học viện, thành lập vạn năm. Tổng cộng mới có 327 người trở thành chiến sư, phân tán đến trăm năm một lần, bình quân mỗi lần 3-4 người mà thôi. Khoảng cách tuyển chọn còn có vài ngày thời gian, tập trung những học sinh này lại, chăm chỉ tu luyện, tranh thủ để cho bọn họ tiến thêm một bước. Nghe được tình huống không lạc quan, Triệu Bính Tuất nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người gật đầu.
Lâm Trận mới mài gươm, tuy hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Danh sư học viện khác, có được danh sư thất tinh tỏa chấn, tài nguyên cũng phong phú hơn Hồng Viễn học viện, rất nhiều thiên tài đứng đầu đều lựa chọn ba học viện này, mà bọn hắn có thể chiêu đến, đều là còn dư lại. So không lại đối phương, cũng không có cách nào. Dạy và học cùng tiến bộ, lão sư chỉ là dạy học, tư nguyên không tốt, đệ tử không có thiên phú, sẽ không có bao nhiêu thành quả. Đây là tuần hoàn ác tính, liên tục nhiều năm cũng lấy không được thành tích tốt, tổng bộ danh sư đường ban thưởng càng ngày càng ít, thanh danh giảm xuống, đệ tử tốt tự nhiên sẽ không đến nữa. Càng lâu càng kém. Danh sư học viện, tất cả trưởng lão nghị sự, bên ngoài Hồng Viễn Thành, một phi chu thật lớn ngừng lại. Dài chừng 70 đến 80 mét, cao hơn 10 tầng lầu, phía trên lầu các đình đài đầy đủ mọi thứ, từ xa nhìn lại, cực kỳ xa hoa. Trước sau phi chu, có 8 thánh thú ẩn chứa huyết mạch long tộc khống chế, nâng thân tàu cực lớn ở giữa không trung, chậm rãi đáp xuống, không có một tia lắc lư. Trên bong thuyền, hai lão giả đứng nghiêm, nhìn tường thành nguy nga bao la trước mắt, tất cả đều mỉm cười. Ô viện trưởng, may mắn mà có vân nhai phi chu của ngươi, nếu không muốn nhanh như vậy chạy tới nơi này, thật không quá dễ dàng. Một thanh y lão giả ở bên tay trái vuốt râu nói. Tứ đại học viện, đồng khí liên chi, trợ giúp lẫn nhau là nên phải. Lại nói, lần này tiến hành tuyển chọn ở Hồng Viễn học viện, chúng ta từ Vân Hư học viện tới đây, vừa vặn đi ngang qua La Thanh học viện các ngươi, đón bọn ngươi. Cũng có thể để cho rất nhiều học sinh sớm trao đổi, sớm biết rõ thế giới to lớn, cường giả như rừng. Nếu không một mực bế quan, cảm thấy thiên hạ anh hùng duy ngã độc tôn, đối với bọn họ trưởng thành, cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Lão giả áo xám ở bên phải cười nói. Hai người này, từng cái đều có thực lực trên thánh vực, khí tức lượn lờ làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Nhất là huy chương ở danh sư bào trước ngực, bảy vì sao lóng lánh phát sáng, nhìn qua đã biết rõ, dĩ nhiên đạt đến tình trạng thất tinh. Danh sư thất tinh, đây chính là Hồng Viễn đế quốc danh sư đường, thậm chí danh sư học viện, cũng không có người đạt tới. Đúng vậy, lý lẽ không phân biệt không rõ, đạo không nói không rõ. Những học sinh này, có thể từ trong học viện trổ hết tài năng, tham gia chiến sư đại tái, cơ bản đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, cậy tài khinh người, là khó mà tránh khỏi, để cho bọn họ sớm biết rõ, sơn ngoại hữu sơn, nhân thượng hữu nhân, cũng không phải là sai lầm gì, ngược lại có chỗ tốt rất lớn. Thanh y lão giả nhẹ gật đầu. Chúng ta đều đã đến, ngũ viện trưởng đâu? Sao một mực không gặp? Ô viện trưởng nghi ngờ hỏi. Gia hỏa ngũ nhiên này, người cũng biết, si mê tâm đắc mà khổng sư lưu lại ở phong thánh đài. Còn làm cái gì phong thánh hội, mấy tháng trước liền sớm ra cửa, đoán chừng hiện tại đã sớm vào thành. Thanh y lão giả nói. Ngũ nhiên trong miệng bọn hắn nói, đúng là lúc trước Trương Huyền ở phong thánh đài gặp phải vị thanh trúc danh sư học viện viện trưởng, phong thánh hội hội trưởng kia. Thanh y lão giả này là La Thanh danh sư học viện viện trưởng Thẩm Bình Triều, ô viện trưởng là Vân Hư học viện viện trưởng, ô Thiên Khung. Vân Hư, La Thanh, Thanh Trúc, Hồng Viễn. Là tứ đại danh sư học viện dưới Thanh Nguyên Phong Hào Vương quốc. Vân Hư thứ nhất, Hồng Viễn cuối cùng. Ô sư, Trầm sư, Gia sư ngũ nhiên cho mời. Thời điểm hai người đang nói chuyện với nhau, một trung niên bay tới, rơi vào trước mặt, cung kính ôm quyền. Thế nào, ta nói ra hỏa này đã sớm tới. Thẩm Bình Chiều cười cười, cũng không nhiều lời, lúc này trả lời. Chúng ta đi qua ngay. Nói xong cùng Ô Thiên Khung dặn dò thầy trò ở sau lưng vài câu, đi theo trung niên, thẳng tắp bay về phía nội thành. Không lâu sau, đi vào một tiểu viện rộng rãi. Tiến nhập đại sảnh, quả nhiên thấy ngũ nhiên đang ngồi ở bên trong, chậm rãi đổ nước nóng vào ấm trà, động tác ưu nhã mà thoải mái dễ chịu, nhìn qua cũng biết là một vị trà đạo đại sư. Lão gia hỏa kia, tới rất nhanh a, như thế nào, gọi chúng ta tới uống trà, nói trước một tiếng, không phải trà ngon. Hai ta không uống. Ô Thiên Khung cười nói. Yên tâm đi, nhất định là trà ngon. Chương 1706, Tứ Đại Viện Trưởng 2. Nhẹ nhàng cười cười, ngũ nhiên dương mắt nhìn lại. Đây là ta sai người bỏ ra giá tiền rất lớn, chuyên môn mua, chờ hai người các ngươi tới. Đang khi nói chuyện, hắn rót nước trà vào chén. Hai người tiếp nhận, còn không có nhấm nháp, liền chứng kiến một đám mây mù nồng đậm từ trong bay lên. Tựa như yên hà, lóng lánh chói mắt. Trà ngon. Nhãn tình sáng lên. Không nói trước trà đến cùng có được hay không, chỉ là loại thẩm mỹ này, liền để vô số loại trà theo không kịp.
Mây nhẹ nhàng sương mù trầm, làm cho người ta có loại cảm giác sương mù bao phủ sông lớn, trà chưa vào miệng, đã vui vẻ thoải mái. Đó là tự nhiên, đây là vân vụ trà đặc thù ở vân vụ lĩnh của Hồng Viễn Đế Quốc, một bình nhỏ này, bằng 10 viên linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa còn có tiền mà không mua được, trên cơ bản mua không có, ta nhờ thật nhiều người, cũng chỉ mua được một lạng. Một mực không cam lòng uống, chỉ chờ hai người các ngươi tới. Ngũ Nhiên cười cười. Chỉ là thẩm mỹ này liền đáng giá. Ô Thiên Khung cười cười. Đến, ta thử xem, mùi vị như thế nào. Ngưng cười, thưởng thức một cái, nhãn tình lập tức sáng lên, khen không dứt miệng. Trà ngon. Thẩm Bình Triều ở một bên cũng không chậm trễ, uống xong cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Trà này từ chỗ nào mua được, cho ta gửi một chút. Gửi, nếu như có thể gửi, ta khẳng định mua trước 10 cân rồi. Ngũ Nhiên lắc đầu. Vậy ngươi bán cho ta một lạng kia đi, cùng lắm thì ta ra giá gấp đôi. Thẩm Bình Triều vội nói. Hắn cũng là người yêu trà, trà ngon như thế, tuy chỉ uống một lần, dĩ nhiên đã khó có thể dứt bỏ. Gấp đôi cũng không có. Được rồi, không nhiều lời với các ngươi. Ngũ Nhiên lắc đầu. Các ngươi có nghe nói, tin tức lão viện trưởng của Hồng Viễn Học Viện gặp chuyện không may chưa? Nghe rồi, 2 năm trước mất tích, sinh tử không biết, hiện tại Hồng Viễn Học Viện, có lẽ còn không có viện trưởng mới a. Ô Thiên Khung lắc đầu. Tứ đại danh sư học viện viện trưởng, địa vị giống nhau, vị lão viện trưởng này ở một lần thí luyện mất tích, lại không có trở về, thậm chí sinh tử không biết, bọn hắn đã sớm nghe nói, còn âm thầm cảm khái hồi lâu. Lão viện trưởng là 2 năm trước mất tích, tin tức này chính xác, bất quá, Hồng Viễn Học Viện đã chọn lựa tân viện trưởng rồi. Ngũ Nhiên nói. Tuyển ra tân viện trưởng rồi. Là hạng người gì, nghe được chưa? Thẩm Bình Triều hỏi. Coi như không nghe ngóng cũng biết không ít. Hồng Viễn Học Viện tân viện trưởng này, nếu như ta nói ra, các ngươi nhất định sẽ giật mình. Hắn ở vài ngày trước liền đến Hồng Viễn Thành, khắp nơi đều là tin tức của tân viện trưởng, muốn không biết cũng khó khăn. Giật mình. Ô Thiên Khung cùng Thẩm Bình Triều liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ viện trưởng này rất nổi danh, là tổng bộ phái xuống sao? Đương nhiên không phải, là đệ tử của danh sư học viện năm nay mới vừa vào học, chỉ có 20 tuổi, tên Trương Huyền. Ngũ Nhiên nói. Đệ tử mới vừa vào học. 20 tuổi, ngươi xác định tin tức này là chính xác. Hai vị viện trưởng đồng thời ngẩn ngơ, cảm giác mình có nghe lầm hay không? Hồng Viễn Học Viện đây là muốn chơi trò gì? Vỏ đã mẻ lại sứt sao? Một gia hỏa 20 tuổi, lông còn chưa mọc đủ, làm học viện viện trưởng. Thật hay giả? Đương nhiên là chính xác, không tin ngươi có thể đến Hồng Viễn Thành tùy tiện nghe ngóng. Ngũ Nhiên cười khổ. Hai ngươi không nên xem nhẹ vị viện trưởng chỉ có 20 tuổi này, ta nghe qua rất nhiều tin tức của hắn, đến bây giờ, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Nói nghe một chút. Ô Thiên Khung nhìn không được nói. Ô viện trưởng, năm đó thời điểm kế vị, cũng mời qua tổ tiên đi. Không biết đã nhận được bao nhiêu tổ tiên nhận thức. Ngũ Nhiên nhìn qua. Ta bất tài, chỉ lấy được 45% tổ tiên nhận thức, ở các thời kỳ hơn 100 vị viện trưởng của Vân Hư Học Viện, xếp hạng thứ 7. Ngoài miệng nói bất tài, trên thực tế mang theo ngạo khí đầy người. Hơn 100 vị tổ tiên, đạt tới 45% nhận thức, nói rõ đã vượt qua hơn 40 người thừa nhận thân phận của hắn. Ở trong các thời kỳ đều được cho là cường đại rồi. Dù sao, chỉ cần có 20% nhận thức, coi như là thông qua, hắn không sai biệt lắm đã gấp bội rồi. Thẩm viện trưởng thì sao? Ngũ Nhiên nhìn về phía một cái khác. Ta chỉ nhận được 37% nhận thức, ở trong các thời kỳ viện trưởng của La Thanh Học Viện, còn không có tiến nhập 10 thứ hạng đầu. Hổ thẹn! Thẩm Bình Triều nói. 45%, 37%. Đối với các thời kỳ tổ tiên mà nói, đều không tính yếu, nhưng đối với vị tân nhiệm viện trưởng của Hồng Viễn Học Viện mà nói, hoàn toàn chính xác có thể nói hổ thẹn rồi. Ngũ Nhiên lắc đầu, ánh mắt lộ ra không thể tin được, tựa hồ biết rõ tin tức quá mức rung động, đến bây giờ cũng không thể tiêu hóa. Ý của ngươi là, chúng ta không bằng hắn. Hai đại viện trưởng nhíu mày. Chương 1707, Trương Huyền đã trở về một. Quá trình tứ đại học viện viện trưởng kế vị cơ bản đều giống nhau. Không phải cuồng vọng, cũng không phải vì bản thân quảng cáo dùm beng, hai người bọn họ vô luận giáo thư dục nhân hay quản lý toàn bộ viện, ở trong các thời kỳ viện trưởng, đều được cho là nhân vật cao cấp nhất.
Loại năng lực này cũng chỉ lấy được 45% cùng 37% nhận thức, tổ tiên đánh giá độ khó to lớn có thể nghĩ. Một thanh niên 20 tuổi, coi như từ từ trong bụng mẹ học tập lại có thể học được cái gì? Chẳng lẽ mức độ nhận thức còn cao hơn hai người bọn họ? Đâu chỉ không bằng, quả thực chính là không thể so sánh. Chứng kiến nét mặt của bọn hắn, sao không biết trong nội tâm hai vị lão hữu nghĩ cái gì, cười khổ một tiếng, Ngũ Nhiên kìm lòng không được lắc đầu. Không có thể so sánh, ý của ngươi chẳng lẽ, hắn đã vượt qua 50% công nhận. Thẩm Bình Chiều nhíu mày. Hắn bây giờ có thể nghĩ đến, tỷ lệ lớn nhất cũng chỉ như vậy. Bởi vì có thể được loại nhận thức này, cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài, đối với học viện có công hiển hách, thậm chí làm ra cống hiến cực lớn, đối với một đệ tử năm nay mới nhập học, cũng đã khiến người ta không thể tưởng tượng nổi rồi, chẳng lẽ tổ tiên còn có thể vượt qua một nửa nhận thức. Thật muốn như vậy, các tổ tiên, có phải quá không có ánh mắt hay không? 50%. Ngũ Nhiên tiếp tục lắc đầu. Thấy biểu lộ của hắn, lúc này Ô Thiên Khung mới thở dài một hơi. Ta nói 50% nhận thức, nào có dễ dàng như vậy. Lời còn chưa dứt, chợt nghe thanh âm ở đối diện tiếp tục vang lên. Nếu như vậy, ta cũng không nói rồi, là 100%, 100%. Hai đại viện trưởng thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Người đây là nói giỡn à? Mỗi người ý tưởng đều không giống nhau, muốn làm đến người người thỏa mãn, tuyệt đối là không thể nào. Bởi vậy, từ khi tứ đại học viện có lịch sử đến nay, nhiều viện trưởng kinh tài tuyệt diễm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua 100% nhận thức. Một tân sinh 20 tuổi vừa tới, lại để cho hơn 100 vị tổ tiên của Hồng Viễn học viện. Toàn bộ nhận thức. Biết rõ các ngươi không tin, nhưng sự thật chính là sự thật. Ngũ Nhiên thở dài, lúc trước lần đầu tiên hắn nghe được tin tức này, vẻ mặt cũng giống như đối phương, cái cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Nếu không phải lúc ấy ít nhất có 10 vạn người quan sát, người người có thể xác nhận. Hắn cũng không thể tin được. Ngươi đã dám xác nhận như thế, vậy khẳng định là thật rồi. Biết rõ lão hữu không thể nói dối, cũng không cần thiết nói dối, Ô Thiên Khung nhìn không được nhìn qua. Tổ tiên nhận thức chỉ có 3 câu nói, hắn đến cùng nói gì, có thể làm cho nhiều người đồng thời thừa nhận như vậy. Hắn cái gì cũng không nói, mà cùng rất nhiều tổ tiên ý niệm đánh một trận. Khóe miệng co lại, Ngũ Nhiên nói. Đánh một trận. Thẩm Bình Chiều, Ô Thiên Khung đồng thời lảo đảo. Nghe qua các loại nịnh nọt, các loại tranh công, đập một trận. Như vậy cũng được, lúc nào ý niệm tổ tiên cũng không có cốt khí như vậy, khuất phục võ lực. Không chỉ như thế, vị tân viện trưởng này, còn chiếm được thầy trò học viện 100% nhận thức, thuận lợi ngưng tụ ra viện trưởng lệnh hoàn mỹ. Đồng thời ở thời điểm giảng bài, xuất hiện cảnh ngôn xuất pháp tùy rầm rộ, vô số sinh vật đột phá trở thành man thú. Sợ hai vị viện trưởng bị đả kích không chịu nổi, không cho bọn hắn thời gian tiêu hóa, Ngũ Nhiên liên tục mở miệng. Viện trưởng lệnh hoàn mỹ. Ngôn xuất pháp tùy. Hai đại viện trưởng, quả nhiên bị đả kích không nhẹ, qua không biết bao lâu mới khôi phục lại. Vị trương viện trưởng này, người có thấy được chưa? Không có. Ngũ Nhiên lắc đầu. Khi ta tới, đã đi ra ngoài khảo hạch danh sư lục tinh, thăng cấp đế quốc rồi, đến bây giờ đã hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng, xem ra lần này khó có thể gặp được. Đúng vậy, thăng cấp đế quốc rất khó, không có mấy năm thời gian, rất khó hoàn thành. Nghe tân viện trưởng mới vừa khảo hạch danh sư lục tinh, còn lựa chọn thăng cấp đế quốc khó khăn nhất, Thẩm Bình Chiều, Ô Thiên Khung đồng thời lắc đầu. Mấy năm, không cần, theo ta biết rõ tin tức, hắn đã thông qua được. Ngũ Nhiên nói, ngươi không phải nói, mới khảo hạch 2 tháng sao? Khóe miệng Ô Thiên Khung co lại. Đúng vậy, hơn 2 tháng liền hoàn thành, phong hào vương quốc tấn cấp đế quốc. Ngũ Nhiên gật đầu. Hai đại viện trưởng. Thời điểm vừa tới, nói đệ tử chưa thấy qua việc đời, để cho bọn hắn biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nghe đến hiện tại, rốt cuộc rõ, không gặp việc đời chính là bọn hắn. Chương 1708, Trương Huyền đã trở về 2. Ngồi trên vị trí viện trưởng không dưới 500 năm, đủ loại thiên tài, gặp qua không biết bao nhiêu. Mà giống như vị trương viện trưởng này. Còn chưa từng nghe nói qua a. Lần này chiến sư đại tái, khảo hạch là đệ tử, viện trưởng lại thiên tài cũng vô dụng. Theo ta được biết, sức chiến đấu chỉnh thể của đệ tử Hồng Viễn học viện không được. Đến lúc đó, liền ở trên đài tỉ thí gặp chân trương a. Đúng vậy, thân là viện trưởng, năng lực cá nhân cũng không trọng yếu, quan trọng là
có thể mang theo học viện đi về phía trước hay không. Làm không được điểm ấy, đạt được nhiều tổ tiên nhận thức hơn nữa, đạt được viện trưởng lệnh càng lợi hại cũng uổng công. Danh sư học viện viện trưởng, cũng không phải là cho ngươi biểu hiện ra năng lực cá nhân, mà là một loại trách nhiệm, một loại năng lực quản lý, đệ tử không được, tu vi không cao, viện trưởng lại như bức, tên tuổi lớn hơn nữa cũng vô dụng. Toàn bộ là nhân tài, xài cho đúng tác dụng, đây mới là viện trưởng nên làm. Tứ đại học viện, vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh, giờ phút này Hồng Viễn ra viện trưởng lợi hại như vậy, muốn nói ba người không có áp lực, đó là giả dối. Giờ phút này, đều quyết định tốt rồi, chờ chiến sư đại tái tới, nhất định khiến học sinh của mình đại phóng hào quang, để cho tất cả mọi người rõ, làm viện trưởng, bản thân mạnh mẽ chưa đủ, đệ tử mạnh mẽ mới là căn bản. Hồng Viễn thành gió dục mây vần, giờ phút này Trương Huyền đang ngồi ở trên lưng Tử Dương thú, thẳng tắp bay về. Thăng cấp đế quốc, độ khó to lớn, không thẹn xưng hô khảo hạch lục tinh khó khăn nhất, mặc dù là hắn có nhiều thủ đoạn như vậy, cũng cảm thấy có chút sứt đầu mẻ chán. May mắn không có nhục sứ mạng, rốt cuộc hoàn thành. Gần 2 tháng, mượn nhờ Thẩm gia, Liễu gia cho 500 viên linh thạch thượng phẩm, thực lực thuận lợi đạt đến bán thánh đỉnh phong. Lực lượng chân khí từ lúc trước 6.000 vạn đỉnh, bạo tăng 2.400 vạn đỉnh, đạt đến 8.400 vạn đỉnh. Loại lực lượng này, so với tổng thánh đỉnh phong 7.500 vạn đỉnh còn cường đại hơn. Lực lượng chân khí bạo tăng, dựa theo tình huống bình thường, tăng thêm hồn lực 2.000 vạn đỉnh, nhục thân 3.200 vạn đỉnh mà nói, hắn bây giờ có thể thi triển lực lượng, dĩ nhiên đạt tới 13.600 vạn đỉnh. Vượt qua một ức, nhưng sự thật lại không phải như thế. Vô luận tăng thêm như thế nào, lực lượng thủy chung cũng không có biện pháp vượt qua ngưỡng cửa một ức này, chỉ quanh quẩn ở 9.999 vạn đỉnh. Giống như một ức đỉnh, là ngăn cách giữa thánh vực cùng hóa phàm, cảnh giới không đến, không có biện pháp vượt qua. Một đỉnh có nào, tiên phàm cách biệt. Bất quá, tuy triển khai không được lực lượng một ức đỉnh, nhưng mà kèm theo tích lũy hùng hậu, thánh vực nhất trọng sơ kỳ, trung kỳ bình thường, đã không phải là đối thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Mấu chốt nhất là, trải qua 2 tháng tu luyện, chân khí trong cơ thể càng hùng hậu, số lượng dự trữ lớn, quả thực nghe rợn cả người. Nếu như nói bán thánh bình thường, số lượng chân khí dự trữ là cái ao nước, hắn chính là sông lớn, ít nhất gấp mấy chục lần. Nói cách khác, chân khí một người hắn, phóng xuất ra, có thể so với hơn 10 vị bán thánh đỉnh phong. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Gần 2 tháng, không chỉ hắn thăng cấp, Lạc Thất Thất cùng Ngọc Phi Nhi cũng thuận lợi đạt đến tàm phong cảnh đỉnh phong. Đồng Hân cùng Hồ Yêu Yêu, cũng giống như hắn, đồng dạng trở thành cường giả bán thánh đỉnh phong. Loại tốc độ tu luyện này truyền đi, tuyệt đối là yêu nghiệt không thể tưởng tượng nổi rồi, nhưng đi theo đằng sau Trương Huyền, hết thảy thoạt nhìn như đương nhiên, thậm chí còn cảm thấy có chút chậm. Nếu không phải vì đánh chắc căn cơ, chỉ sợ hai người này, cũng có thể trùng kích tổng thánh, thậm chí thánh vực. Triệu Phi Vũ cùng Mạc Vũ, ở dưới chỉ điểm của hắn, cũng đều đạt đến hóa phàm ngũ trọng, chiến lực kinh người. Tử Dương thú một mực đi theo sau lưng mọi người, mượn nhờ vô số nội đan ở Vân Vũ Lĩnh, cũng có tiến bộ rất lớn, đạt đến thánh vực nhị trọng hậu kỳ. Vân Vũ Lĩnh 9 đại vương giả, tất cả đều đột phá, đạt đến thần thức cảnh. Có thể nói, ngắn ngủn 2 tháng, từ góc độ người tu luyện đến xem, trong nháy mắt tức qua, nhưng bên người Trương Huyền, vô luận người hay thú, đều đã có biến hóa về chất, tiến bộ lớn khiến người ta tức lộn ruột. Nhất là Thiên Nghĩ Phong Sào, trải qua tiếp cận 3 tháng mở rộng, dĩ nhiên đạt đến đường kính 500 mét, hơn nữa không gian càng thêm củng cố, cho người ta một loại cảm giác như tiểu thế giới. Các loại kiến trúc cũng xây không ít, ở lại mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn người cũng không thành vấn đề. Vân Vũ Lĩnh 9 đại vương giả cùng Tử Dương thú, bình thường đều ở bên trong, cực kỳ rộng rãi, lẫn nhau không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Phân thân vu hồn một mực ở dưới bồ đề thụ tu luyện, giờ phút này cũng có đột phá, đạt đến tàm phong cảnh. Chứng kiến phân thân thực lực yếu, bản thể lần nữa triển khai giáo huấn đối phương một trận đầu, bất quá vừa giao thủ. Giống như trước đây, bị đánh đã thành đầu heo. Tuy phân thân vu hồn không có tăng cường, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tiến bộ lớn, đối phương tiến bộ càng lớn. Buồn bực hồi lâu, Trương Huyền giờ mới hiểu được. Cửu thiên liên thai quá mạnh mẽ. Phân thân vu hồn tiếp xúc thời gian càng dài, phù hợp càng nhiều, có thể triển khai sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Nói cách khác, coi như phân thân không tu luyện, mỗi ngày nằm ngủ, chỉ cần chờ liên thai cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp,
liền có được sức chiến đấu vượt qua khả năng suy nghĩ. Điểm ấy, là bản thể không cách nào bằng được. Không có biện pháp, bản thể tiên thiên kém, cũng chỉ có thể dùng nỗ lực tới tranh, ai bảo hắn thiên phú không tốt. Lão sư, đã đến Hồng Viễn Thành, chúng ta là trực tiếp đi học viện, hay? Đang tu luyện, Lạc Thất Thất đi tới trước mặt hỏi. Đến rồi. Trương Huyền đứng dậy. Đi phủ đệ trước đi. Có đám người mi trưởng lão, Triệu Bính Tuất, học viện sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, trước nhìn xem đám người Vương Dĩnh, tu luyện đến loại tình trạng nào. Lần này thăng cấp đế quốc, không mang các nàng, thứ nhất, là cảm thấy nên dậy đã dậy xong, không cần thiết. Thứ hai, cũng muốn để cho bọn họ học được độc lập, nhìn xem dưới tình huống bản thân không có ở đây, có thể tu luyện tới trình độ nào, coi như là một khảo nghiệm đối với bọn họ. Đường Tổng phải tự mình đi, từ Thiên Huyền Vương quốc đỡ đến hiện tại, cũng là thời điểm để cho chính bọn hắn đi về phía trước rồi. Tốt! Lạc Thất Thất gật đầu, cùng Tử Dương Thú nói một câu. Thánh Thú thẳng tắp bay về phía phủ đệ. Chương 1709, Chiến sư đại tái sớm bắt đầu 1. Sau khi trở thành viện trưởng, tuy học viện cũng phân một bộ biệt viện, vị trí tốt, linh khí sung túc, nhưng phần lớn thời gian Trương Huyền vẫn ở bên ngoài. Khoảng cách học viện không xa, có chuyện gì, sẽ không chậm trễ, lại thanh tĩnh hơn học viện nhiều, có càng nhiều thời gian chỉ điểm đệ tử. Thiếu gia, người đã trở về. Vừa rơi vào tiểu viện, Tôn Cường đã đi tới, tràn đầy kích động. Hai tháng không gặp, gia hỏa này tựa hồ càng thêm mập, khóe miệng chảy mỡ, thực lực đã có tiến bộ, bất quá không lớn. Gia hỏa này luôn lười biếng, xem ra trong khoảng thời gian này ăn không ít thứ tốt, nhưng tu luyện lại không xuống quá nhiều công phu. Biết rõ đức hạnh của gia hỏa này, phê bình hai câu, Trương Huyền liền phân phó. Kêu đám người Vương Dĩnh đến. Vâng. Tôn Cường đi ra ngoài. Không lâu sau, đám người Vương Dĩnh đi đến. Hơn hai tháng không gặp, mấy học sinh thân truyền này tiến bộ đều rất rõ ràng, đi theo bên cạnh mình, không có chênh lệch quá lớn. Vương Dĩnh đã đột phá đến tàm phong cảnh sơ kỳ, Trịnh Dương, Lưu Dương cũng đều đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong, xem ra tùy thời đều có thể đột phá. Ngược lại không phải thiên phú của bọn hắn cao bao nhiêu, mà là trước khi Trương Huyền đi, truyền thụ bản thiên đạo công pháp rút gọn, hơn nữa Vân Vũ Lĩnh đưa tới rất nhiều vật tư, vô số đan dược tăng lên thực lực. Loại tình huống này lại tiến bộ chậm chạp, thật sự thực xin lỗi hắn tài bồi rồi. Ba người đều tiến bộ rõ ràng, ngược lại là Ngụy Như Yên thu cuối cùng, tu vi không có tăng trưởng, giống như hơn hai tháng trước, như cũ là tàm phong cảnh sơ kỳ. Bất quá, đây cũng nằm trong dự liệu. Lúc trước Ngụy Như Yên được bổ đến quá ác, tuy đã có thực lực hóa phàm cửu trọng, nhưng mà như lâu đài cát, tùy tiện tu luyện mà nói, chỉ sẽ ầm ầm sụp đổ, cuối cùng khó có thể tiến bộ. Bởi vậy, trước khi đi, Trương Huyền cho nàng mục tiêu là, từ võ giả bắt đầu tu luyện, một cảnh giới cẩn thận đánh bóng. Hơn hai tháng thời gian, một lần nữa về tới tàm phong cảnh sơ kỳ, dù cấp bậc giống nhau, nhưng vô luận trụ cột hay sức chiến đấu, so với lúc vừa thanh tỉnh, đã có chênh lệch bản chất. Không thể so sánh nổi. Nói cách khác, trải qua hai tháng đánh bóng, bây giờ lực lượng của nàng chính thức phù hợp tàm phong cảnh, mà không phải như trước kia, chỉ bằng vào dược vật tụ tập lên, yếu đến đáng thương. Không tệ. Trương Huyền hài lòng gật đầu. Xem ra mấy đệ tử này còn đáng tin cậy, tu luyện dụng công hơn Tôn Cường nhiều, không có phụ lòng bản thân. Các ngươi hiện tại, có đạt đến tàm phong cảnh, coi như không tới, cũng cách không xa. Hiện tại có hai con đường cho các ngươi lựa chọn. Khởi động trận pháp, che đậy bốn phía, thần sắc của Trương Huyền ngưng trọng nhìn về phía mấy đệ tử. Ta chỗ này có hai bộ công pháp, thứ nhất, có thể làm cho tu vi gia tăng rất nhanh đạt tới thánh vực. Thứ hai, tiến bộ sẽ chậm hơn rất nhiều, hơn nữa tu luyện cũng rất phức tạp, nhưng chỉ cần thành công, sức chiến đấu sẽ gia tăng gấp bội, uy lực kinh người. Phong thánh giải cùng thiên đạo công pháp bình thường, học bên nào? Hắn không bắt buộc đệ tử, để cho chính bọn hắn lựa chọn. Phong thánh giải, uy lực lớn, độ khó cũng lớn, không có tâm kiên định, là không thể nào đi đến cuối cùng. Điểm ấy phải sớm nói rõ. Lão sư, ta lựa chọn loại thứ hai. Dừng lại một chút, Vương Dĩnh đi đầu mở miệng. Chúng ta cũng lựa chọn loại thứ hai. Mấy người khác cũng vậy. Đi đến một bước này, gặp được công pháp tăng sức chiến đấu gấp bội, ai cũng không muốn bỏ qua. Lựa chọn loại thứ hai, sẽ ăn càng nhiều đau khổ, trả giá càng nhiều mồ hôi, thậm chí còn không nhất định có thể thành công. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ.
Trương Huyền nói. Suy nghĩ kỹ. Vất vả không coi vào đâu, chỉ cần thực lực mạnh, chúng ta không sợ. Mấy người vội nói. Vậy là tốt rồi. Thấy bọn họ không chần chờ lựa chọn loại thứ hai, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Tu luyện vốn chính là chống lại trời, chống lại vận mệnh, nếu như ngay cả dũng khí cũng không có, coi như mình tự tay dạy bảo, về sau cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Lấy ra phong thánh giải bản rút gọn, đưa cho mấy người, để cho bọn họ ghi nhớ nội dung, Trương Huyền giảng giải kỹ càng một lần. Phong thánh giải hết sức phức tạp, hắn lý giải lên cũng có chút khó khăn, không nói rõ ràng mà nói, một khi lĩnh ngộ sai, tu luyện rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hai canh giờ sau, thấy mọi người lý giải toàn bộ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại để cho mấy người đi tu luyện, ánh mắt của Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Tôn Cường. Thực lực của lão sư ta, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Vâng, Tôn Cường vội vàng gật đầu. Thực lực của lão gia, tuy không biết cụ thể cao bao nhiêu, nhưng nhất định vượt qua bát tinh, là nhân vật đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục. Biết rõ là tốt rồi, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tìm được rất nhiều danh sư thất tinh, thậm chí danh sư bát tinh làm quản gia. Nếu như ngươi một mực chỉ có loại thực lực này, không muốn tu luyện, ta có thể cân nhắc bẩm báo lão sư, để cho hắn đổi đi. Trương Huyền thản nhiên nói. Đối phó gia hỏa này, chỉ có thể tàn nhẫn, nếu không chỉ là đốc thúc mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Vâng. Tôn Cường chảy mồ hôi lạnh. Chương 1710, chiến sư đại tái sớm bắt đầu 2. Trong khoảng thời gian này, hoàng thất của Hồng Viễn Đế quốc Ninh Bợ, Thẩm gia, Liễu gia, lợi nhuận liên tục đưa tới, để cho hắn có chút bị mất phương hướng. Nghe thiếu gia nói mới biết được, muốn tiếp tục đi theo, thực lực mới là trọng yếu nhất. Không có thực lực, vô luận thiếu gia hay lão gia, đều sẽ không liếc hắn nhiều một cái. Không có hai vị này, hắn chỉ là bàn tử bình thường mà thôi, cái gì cũng không tính. Tốt rồi, ta rời đi hơn 2 tháng này, có tin tức gì không? Nhắc nhở xong, biết rõ đối phương đã ý thức được vấn đề, Trương Huyền không nói thêm lời, mở miệng hỏi. Đoạn thời gian trước Thẩm gia gia chủ tới chơi, nói bán Vân Vũ Hoa, tốt nhất không nên chung một chỗ bán đi, mà là đầu cơ kiếm lợi, tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, hiệu quả và lợi ích càng lớn một ít. Vì vậy, ta cùng với bọn hắn thương nghị, mỗi tháng ở từng đế quốc chỉ bán 10 cân. Suy nghĩ một chút, Tôn Cường vội vàng nói sự tình phương diện làm ăn gần đây một lần. Việc này, người cùng bọn họ tự giải quyết, ta không quản. Trương Huyền khoát tay áo. Đổi lại việc buôn bán, hắn khẳng định không bằng Tôn Cường, càng không bằng Thẩm gia, còn không bằng giao cho đối phương, miễn đi phiền toái. Vâng, đây là tiền lời bán Vân Vũ Hoa. Thấy thiếu gia không muốn để ý tới, Tôn Cường không nói thêm lời, truyền tới một chiếc nhẫn chữ vật. Tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên trợn tròn, lại càng hoảng sợ. Nhiều như vậy, chỉ thấy trong không gian giới chỉ, một đống lớn linh thạch thượng phẩm, lóng lánh hào quang, linh khí nồng đậm, khiến người ta hô hấp không khỏi cứng lại, rậm rạp chẳng chịt chừng mấy nghìn viên. Món tiền lời đầu tiên tổng cộng là 3.327 viên linh thạch thượng phẩm, lần thứ hai đại khái tháng sau có thể kết toán. Tôn Cường cười nói, hơn 3.000 viên. Khóe miệng Trương Huyền co lại. Hắn hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, lại mê hoặc, lại thuần thú, cũng mới buôn bán lời hơn 100 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi, chỉ bán Vân Vũ Hoa, thì có tiền lời như thế. Quả thực chính là đoạt tiền. Bất quá linh thạch, với hắn mà nói, càng nhiều càng tốt. Hơn 3.000 viên linh thạch thượng phẩm, thoạt nhìn là một khoản tài phú rất lớn, nhưng mà thực tế chưa hẳn đủ hắn tu luyện tới thánh vực nhất trọng sơ kỳ. Huống chi mấy đệ tử. Hiện tại cũng tu luyện phong thánh giải, tiêu hao cực kỳ to lớn, cộng thêm tử dương thú, 9 đại vương giả tấn cấp. Không có chỗ nào là không tốn tiền. Đừng nói chỉ mấy nghìn viên linh thạch thượng phẩm, coi như mấy vạn viên, mấy chục vạn viên, ở trước mặt tiêu hao lớn của hắn, cũng không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật, tuy Vân Vũ Hoa quý giá, nhưng muốn bán đi nhiều tiền như vậy, cũng là rất khó làm được, nếu không căn bản đợi không được hắn, những thánh thú kia đã sớm đi kinh doanh. Nhưng hiện tại, địa mạch linh dịch bị lấy sạch, sơn lĩnh vụ biến mất, hoa trà không cách nào sinh sản, tiêu hao bao nhiêu, liền biến mất bao nhiêu, đã thành cô phẩm cùng tuyệt phẩm. Lại tăng thêm bán ra những thứ này, mỗi năm cực cao, vật lấy hiếm là quý, còn có Thẩm gia trợ giúp. Giá cả tự nhiên tăng vọt lên. Còn có chính là, hôm qua mi trưởng lão tới, giống như nói có người đến học viện tìm ngươi.
Tôn Cường suy nghĩ một chút, nói. Tìm ta, người nào? Là viện trưởng của ba đại học viện khác, đã tới Hồng Viễn Thành rồi, muốn cùng thiếu gia thương nghị sự tình chiến sư đại tái. Tôn Cường nói. Đã tới. Trương Huyền sững sờ, lúc này mới nhớ tới, trăm năm một lần chiến sư đại tái, không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu. Hiện tại ta trở về học viện. Trương Huyền gật đầu. Chiến sư đại tái, là đại sự của tứ đại học viện trăm năm một lần, liên lụy thể diện của học viện, thân là viện trưởng, không có lý do gì chối từ cùng cự tuyệt. Rời đi phủ đệ, vừa trở lại trưởng lão viện, chỉ thấy Triệu Bính Tuất tiến lên đón, trên mặt mang vẻ lo lắng. Viện trưởng, người rốt cuộc đã trở về, thật tốt quá. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy biểu lộ của hắn không đúng, Trương Huyền hỏi. Bẩm báo viện trưởng, Vân Hư học viện Ô Thiên Khung viện trưởng, La Thanh học viện Thẩm Bình Triều viện trưởng cùng Thanh Trúc học viện Ngũ Nhiên viện trưởng đã đến học viện, người chiến sư Đường nghe nói sau đó cũng tới đến, đám người mi trưởng lão đã tới đó rồi, ta cũng là nghe nói ngươi trở về, mới chuyên môn tới đây tìm kiếm. Triệu Bính Tuất vội vàng nói. Thời gian không phải còn chưa tới sao? Trương Huyền nghi hoặc. Hắn từ Phong Thánh Đài trở về, Kim Nguyên Đỉnh nói còn 3 tháng tuyển chọn mới bắt đầu, dựa theo suy tính, có lẽ còn có vài ngày mới phải. Như thế nào đột nhiên tất cả đều đã đến? Chiến sư Đường phái người thông bẩm, nói là nhận được mệnh lệnh của Tổng bộ danh sư Đường, muốn tứ đại học viện chúng ta trong vòng 3 ngày hoàn thành tuyển chọn. Triệu Bính Tuất giải thích. Gấp gáp như vậy. Vốn còn nghĩ, sau khi trở về, tìm tuyển thủ tham gia thi đấu của học viện, sớm giảng bài cho bọn hắn, hỗ trợ tăng lên chút thực lực, ai ngờ mới tới đây, liền muốn tỉ thí. Không khỏi quá nhanh đi. Nguyên nhân cụ thể thì không có nói, hiện tại bọn hắn tùy thời có thể tới đây. Tuyển chọn cũng tùy thời có thể bắt đầu, kính xin viện trưởng qua chủ trì đại cục. Triệu Bính Tuất nói. Vốn nghĩ rằng viện trưởng không có trở về, mấy đại trưởng lão bọn hắn chỉ có thể bao biện làm thay, hiện tại viện trưởng trở về. Tự nhiên phải để cho hắn tự mình qua nhìn một chút. Tuy 2 tháng qua, học viện tuyển chọn ra không ít trẻ tuổi tài tuấn, nhưng chứng kiến đệ tử của 3 đại học viện khác, bọn hắn còn không có lòng tin chút nào. Cả 2 chênh lệch là rất rõ ràng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ giống như lúc trước phỏng đoán, có thể thông qua chỉ mấy vị mà thôi. Qua xem một chút đi. Trương Huyền gật đầu, cùng Triệu Bính Tuất đi đến diễn võ trường. Chương 1711, cho các ngươi 3 phút 1. Còn chưa tới trước mặt, liền chứng kiến diễn võ trường người ta tấp nập, tất cả đệ tử của học viện hầu như đều tới đông đủ, dòng người bắt đầu khởi động, so với ngày đó đại điển kế vị, còn muốn náo nhiệt hơn vài phần. Chiến sư đại tái, là việc trọng đại trăm năm nhất ngộ, có thể chứng kiến sức chiến đấu mạnh nhất đồng cấp bậc, chỉ cần là danh sư, đều khẳng định không muốn bỏ qua. Không chỉ có người học viện, Hồng Viễn Đế quốc danh sư Đường, thậm chí không ít đường danh sư của các đế quốc xung quanh, cũng có rất nhiều người tới đây quan sát, từng cái tràn đầy kích động. Mặc dù chiến sư chỉ là một chi nhánh bình thường của danh sư Đường, nhưng có thể được chọn, có cơ hội hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, tu luyện cũng càng thêm mau lẹ, không ít người đều nguyện ý trở thành một thành viên. Triệu Bính Tuất nói, tình huống bình thường, chiến sư không có địa vị cao như danh sư, dù sao bọn hắn chỉ là chiến sĩ, chiến lực kinh người mà thôi, phụ tu một loại cũng không am hiểu. Nhưng chỉ cần trở thành một thành viên, sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng, tiến bộ rất nhanh. So với danh sư bình thường tiến bộ, muốn dễ dàng hơn một chút. Nguyên nhân chính là như thế, có thể trở thành một thành viên trong đó, là mộng tưởng của vô số danh sư. Chỉ tiếc, yêu cầu quá nghiêm khắc, đối với thiên phú chiến đấu yêu cầu rất cao, 1 vạn danh sư, cũng chưa hẳn có thể xuất hiện 1 vị. Viện trưởng có nhớ phương pháp khảo hạch chiến sư hay không? Mới nói phân nửa. Đột nhiên nghĩ đến vị viện trưởng trước mắt này đáng sợ, Triệu Bính Tuất nhìn không được nhìn qua. Học viện nhiều đệ tử như vậy, hắn không có lòng tin rất cao, nhưng vị trước mắt này, chỉ cần khảo hạch, có thể cam đoan, 100% sẽ thành công. Ta, không có hứng thú. Trương Huyền lắc đầu. Hắn muốn học tập khổng sư, học tập rất nhiều chức nghiệp, sau đó trở thành danh sư chính thức, giáo hóa 4 phương, truyền thụ thiên hạ. Trở thành chiến sư, chỉ biết chiến đấu. Tiên thiên thai độc trong cơ thể làm sao giải. Đổi lại chức nghiệp này, hắn thật không có hứng thú. Vậy là tốt rồi. Triệu Bính Tuất nhẹ nhàng thở ra. Vạn nhất viện trưởng khảo hạch chiến sư rời đi, chỉ sợ học viện lại muốn khôi phục cục diện hỗn loạn. Còn nghĩ tìm một người để cho tất cả tổ tiên nhận thức, tất cả thầy trò đều bội phục, hẳn là vĩnh viễn không làm được.
viện trưởng tốt, triệu trưởng lão tốt. Đang khi nói chuyện, hai người tới trước diễn võ trường, học sinh chứng kiến bọn hắn, tất cả đều đồng loạt khom người, trong mắt mang theo tôn kính. Viện trưởng đã trở về. Ta nghe nói lần này viện trưởng đi ra ngoài, là khảo hạch thăng cấp đế quốc của danh sư lục tinh, lúc này trở về, chẳng lẽ đã khảo hạch xong? Nhất định là khảo hạch xong, thực lực của viện trưởng còn cần suy nghĩ nhiều sao? Một danh sư lục tinh mà thôi, không đáng kể chút nào. Đúng vậy, đừng nói khảo hạch danh sư lục tinh, ngay tại lúc này khảo hạch thất tinh ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Kèm theo thanh âm truyền ra, hầu như tất cả đệ tử đều biết viện trưởng đã đến, từng cái trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đổi lại tất cả trưởng lão, bọn hắn có lẽ còn có chút kính sợ, nhưng đối với vị viện trưởng tuổi còn nhỏ hơn bọn hắn này, chỉ có bội phục, thậm chí đã đạt đến tình trạng sùng bái mù quáng. Tận mắt thấy viện trưởng sáng tạo kỳ tích, hiện tại vô luận làm cái gì, đều sẽ không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, ngược lại sẽ cảm thấy đương nhiên. Các trưởng lão khác cùng người của ba đại học viện đâu? Cùng các đệ tử nhiệt tình gật đầu chào hỏi thoáng một phát, Trương Huyền nhíu mày. Nơi đây hầu như đều là đệ tử của Hồng Viễn học viện, cũng có không ít người của danh sư đường, nhưng lại không chứng kiến học sinh cùng trưởng lão của ba học viện khác. Ở trên phi chu kia, Triệu Bính Tuất chỉ một cái. Thuận theo ngón tay của hắn, lập tức chứng kiến không trung lơ lửng một phi chu thật lớn, trước sau có 8 thánh thú nâng, che khuất bầu trời, mang theo một cỗ khí thế vô địch. Lúc trước chỉ chú ý học viên, đối phương ở trên cao, trong lúc nhất thời không phát hiện. Ánh mắt tập trung nhìn sang, chứng kiến ba lão giả đứng ở trên bong thuyền, hai tay chắp sau lưng, rất có ý tứ chỉ điểm Giang Sơn. Còn đám người mi trưởng lão, đang lơ lửng ở trước phi chu, tựa hồ đang cùng đối phương nói chuyện với nhau. Bọn hắn không xuống. Nhướng mày, trên mặt Trương Huyền có chút không vui. Đã đi tới nơi này, còn không xuống phi chu, rõ ràng không có để Hồng Viễn học viện vào mắt, có chút ý khinh thường. Có lẽ mi trưởng lão đang cùng bọn hắn thương lượng, chỉ là đã nửa ngày, giống như không có hiệu quả gì. Sắc mặt của Triệu Bính Tuất cũng khó coi. Chạy đến Hồng Viễn học viện, không mang theo đệ tử đường đường chính chính bái phỏng, ngược lại lái phi chu tới đây, giống như cưỡi ngựa xông đến phòng khách của người ta, coi như là rất không tôn trọng. Trước lúc đi tìm viện trưởng, đã để đám người mi trưởng lão thương lượng, bây giờ đối phương vẫn còn ở trên thuyền, tất cả trưởng lão ngay cả bong tàu cũng không lên. Hiển nhiên không có thành công. Nói với bọn họ, viện trưởng ta mời, bảo bọn họ tới thính phòng quan sát tuyển chọn. Trương Huyền nói. Vâng. Triệu Bính Tuất gật đầu. Thế nhưng, nếu còn không xuống thì sao? Đám người mi trưởng lão đi, cũng không có tác dụng, coi như báo ra tên viện trưởng, chắc hẳn cũng không có hiệu quả quá lớn a. Trương Huyền nhíu mày, duỗi ra ngón tay. Cho bọn hắn 3 phút thời gian. 3 phút. Triệu Bính Tuất sững sờ, khóe miệng co lại. Nghe khẩu khí này của viện trưởng, cái này, là muốn nháo sự a? Chỉ là, tứ đại học viện, Hồng Viễn chúng ta yếu nhất, thật muốn náo lên, thua thiệt nhất định là chúng ta. Do dự một chút, vội vàng khuyên can. Viện trưởng, bọn hắn đường xa mà đến, nếu xuất thủ, rất dễ dàng lọt vào lên án. Ở xa tới là khách, đến cửa nhà bị đánh, trăm năm sau, đi chỗ người ta, chẳng phải cũng bị đãi ngộ đồng dạng. Chương 1712, cho các ngươi 3 phút 2. Xuất thủ, ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Huyền lắc đầu. Chúng ta là danh sư, là người văn minh, sao có thể nói động thủ liền động thủ. Khoan hãy nói, ba vị viện trưởng của đối phương đều là danh sư thất tinh, cũng phải đánh thắng mới được. Đối phương có danh sư thất tinh, thực lực thấp nhất đều ở thánh vực nhị trọng, trừ khi để cho Kim Nguyên Đỉnh, Tử Dương Thú vây công, nếu không căn bản không có khả năng chiến thắng. Khoan hãy nói, mới mở miệng liền đánh đánh giết giết, có thể nhã nhặn một chút hay không? Tất cả mọi người là lão sư, đều là người có mặt mũi, bất kể nói thế nào, làm việc cũng phải thành thục một chút. Trương Huyền khinh bỉ nhìn thoáng qua. Khục khục, chứng kiến ánh mắt này của hắn, Triệu Bính Tuất chỉ cảm thấy tràn đầy choáng váng, thật sự nhìn không được. Vậy viện trưởng nói, 3 phút, viện trưởng khác nói mình là người văn minh, hắn tin tưởng. Nhưng vị trước mắt này, làm sao lại không tin như vậy? Người văn minh, mới mở miệng liền sinh tử đấu, người văn minh, vừa ra tay liền chỉnh y sư học viện biến thành phế tích. Người văn minh, xông qua ký lục sơn, khôi lỗi còn không phục, hủy thành mảnh vỡ. Còn có thể càng văn minh một chút không? À, ý của ta, 3 phút bọn hắn không xuống,
sẽ dùng những phương pháp khác để cho bọn họ xuống. Trương Huyền khoát tay áo. Tốt rồi, theo như phân phó đi làm đi. Ách, được rồi. Nhíu mày, Triệu Bính Tuất không biết viện trưởng đến cùng sẽ dùng biện pháp gì, vẻ mặt tràn đầy xoắn xuýt. Bất quá, nếu như hắn nói như vậy, chỉ có thể dựa theo phân phó đi làm, lúc này không nói thêm lời, thân thể tung lên, thẳng tắp bay về phía phi thuyền. Không chung. Đám người Mi trưởng lão nhìn ba vị lão giả trên bong thuyền, cùng rất nhiều đệ tử phía sau bọn họ, tràn đầy bất đắc dĩ. Giống như Triệu Bính Tuất nói, bọn hắn đã khuyên nửa ngày, đối phương vẫn không xuống, tất cả mọi người là danh sư, lại không có biện pháp vạch mặt, chỉ có thể ở nơi đây tốn hao. Chư vị trưởng lão, liền đi xuống trước đi, chúng ta không tiễn. Ô Thiên Khung vuốt râu cười cười. Cái này, thấy thật sự khuyên can không được. Đám người Mi trưởng lão đang định buông tha, chỉ thấy Triệu Bính Tuất bay tới. Ba vị viện trưởng, tại hạ là học viện Triệu Bính Tuất trưởng lão, viện trưởng của chúng ta hy vọng chư vị viện trưởng cùng đệ tử xuống dưới tề tụ. Triệu viện trưởng hai tay ôm quyền. Viện trưởng của các ngươi đã đến. Ba đại viện trưởng đồng loạt nhìn phía dưới, muốn tìm xem tân viện trưởng truyền kỳ, bất quá, phía dưới người thật sự nhiều lắm, coi như là bọn hắn, dưới tình huống không biết, cũng khó có thể nhận ra. Vâng. Triệu Bính Tuất gật đầu. Nếu như hắn đã đến, cũng không làm khó dễ các ngươi, hỗ trợ truyền lời, nói tỉ thí bắt đầu, chúng ta sẽ phái người xuống dưới tham gia, sẽ không chậm trễ chiến sư đại tái. Ô Thiên Khung nói. Cái này. Thấy đối phương rõ ràng không xuống, vừa nghĩ tới lời của viện trưởng nói, Triệu Bính Tuất có chút gấp, nhịn không được nói. Ba vị viện trưởng vẫn là đi xuống đi, viện trưởng chúng ta. Tinh khí không tốt lắm. Cũng có chút tà tính, ta sợ. Gây ra không thoải mái, liền không tốt lắm. Tuy viện trưởng không nói phương pháp của mình, nhưng hắn thủy chung có một loại dự cảm bất tường. Hắn nói rất thành khẩn, nhưng nghe vào trong tai những người khác liền không giống, rõ ràng mang theo mùi vị uy hiếp. Tính khí không tốt lắm, còn không vui, vừa lên làm viện trưởng, liền coi trời bằng vung rồi hả? Thẩm Bình Chiều đi đầu phát tác, sắc mặt trầm xuống. Tuổi còn trẻ. Đừng tưởng rằng có chút thành tựu, liền cái gì cũng không để vào mắt, La Thanh học viện chúng ta không phải là Hồng Viễn các ngươi, ta cũng không phải những trưởng lão như các ngươi, nhất định phải nghe lời hắn nói. Hôm nay ta không xuống, chẳng lẽ còn có thể ép ta từ trên thuyền chạy xuống sao? Thẩm viện trưởng nói không sai, chúng ta không xuống, Hồng Viễn các ngươi sẽ động thủ. Nói cho viện trưởng của các ngươi biết, người trẻ tuổi, phải nói năng thận trọng, hành động thận trọng, vốn biết rõ sự thích của hắn. Chúng ta còn rất tán thưởng. Không nghĩ tới cuồng vọng như thế, không muốn bản thân làm trễ nải tiền trình của mình. Ngũ Nhiên hất ống tay áo, sắc mặt xanh mét. Còn tính khí không tốt, không thoải mái. Chẳng lẽ bọn họ là người dễ nói chuyện? Thực không thoải mái, ba đại học viện chúng ta liên thủ, thua thiệt cũng là các ngươi có được hay không? Ta không phải ý tứ này. Không nghĩ tới hảo tâm khuyên can bị hiểu lầm, Triệu Bính Tuất muốn giải thích, lại không biết mở miệng như thế nào. Càng thêm sốt ruột. Viện trưởng chỉ cho 3 phút, chiếu theo tính cách của hắn, ai biết sẽ làm thứ gì. Vạn nhất điều động rất nhiều linh thú ở Vân Vũ Lĩnh đến vây công, gây chuyện không tốt tứ đại học viện còn chưa bắt đầu tuyển chọn, cũng đã đánh hừng hực khí thế, sinh tử tương hướng. Thật muốn như vậy, tứ đại học viện gây chuyện không tốt sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đại lục. Không phải ý tứ này, là cái gì? Ngươi nói rõ ra, viện trưởng các ngươi bảo ngươi tới đây nói cái gì? Nhãn lực như đuốc, liếc thấy ra Triệu Bính Tuất có chuyện, nói không nên lời, Ô Thiên Khung nhìn qua. Viện trưởng hắn, vẻ mặt tràn đầy xoắn xuýt, Triệu Bính Tuất biết rõ giấu giếm vô dụng, chỉ sẽ càng ngày càng loạn, đành phải nghiến răng. Hắn nói, cho các ngươi ở trong 3 phút xuống dưới, nếu không, sẽ dùng những biện pháp khác giải quyết vấn đề này. 3 phút, còn tưởng viện trưởng có lời hữu ích gì, nghe thế, đám người Mi trưởng lão choáng váng. Xong. Đây là tiết tấu muốn đánh nhau. Chương 1713, cần ăn đòn 1. 3 phút. Dùng những biện pháp khác giải quyết. Gia hỏa thật cuồng vọng, vậy thì hôm nay chúng ta không xuống, cũng muốn nhìn xem, hắn dùng biện pháp gì giải quyết. Ba đại viện trưởng đều ngẩn ngơ. Còn tưởng rằng đối phương sẽ nói cái gì, không nghĩ tới là cái này. Một tân viện trưởng vừa mới kế vị, đối mặt danh sư thất tinh, chẳng những không có chút kính sợ nào. Khẩu khí còn lớn như thế. Người đây là muốn chơi à? Đã cuồng vọng như vậy, vậy thì chúng ta liền không xuống.
nhìn có thể làm gì được chúng ta. Ô viện trưởng, Trầm viện trưởng, Ngũ viện trưởng. Thấy nói còn chưa dứt lời, đối phương liền tức giận thành dạng này, kết quả hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt Triệu Bính Tuất tràn đầy xoắn xuýt. Nói tính khí của viện trưởng không tốt lắm, thật là hảo ý nhắc nhở, ai cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện cục diện này. Không cần nhiều lời, các ngươi đi xuống đi. Ô Thiên Khung khoát tay. Cái này, thấy bọn họ tâm ý đã quyết, không thể dao động, Triệu Bính Tuất đành phải lắc đầu, cùng đám người mi trưởng lão bay xuống. Mấy người vừa đi, ba đại viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình lắc đầu. Vị Trương viện trưởng này ngược lại là thú vị. Thẩm Bình Chiều cười cười, không giống lúc trước nghiêm túc, trên mặt cũng không có tức giận. Đúng vậy, vốn đứng ở trên phi chu, muốn cho hắn một vấn đề khó, nhìn xem có như trong truyền thuyết, có thể hoàn mỹ xử lý hay không. Hiện tại xem ra, là một cái tính tình nóng nảy. Ô Thiên Khung bất đắc dĩ. Thân là danh sư thất tinh, tự nhiên biết rõ làm như vậy không lễ phép. Cố ý làm khó, cũng không phải khiêu khích, cũng không phải xem thường, chỉ là muốn nhìn xem, vị tân viện trưởng này, đến cùng có loại năng lực nào, gặp được loại sự tình này, lại sẽ ứng đối như thế nào. Coi như là khảo nghiệm. Dù sao, tứ đại học viện viện trưởng đồng cấp, bọn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, tiểu gia hỏa chỉ có 20 tuổi kia, có tư cách đánh đồng với bọn hắn hay không. Kỳ thật, bọn hắn không xuống, cũng không khó giải quyết. Dựa theo cách làm của danh sư bình thường, tự mình bay tới mời, chuẩn bị chỗ ngồi, để chống chỗ. Cảm thụ chân thành, dĩ nhiên là buông tư thái. Ai ngờ ra hỏa này ngược lại, một chút mặt mũi cũng không cúi đầu, trực tiếp cho ra 3 phút uy hiếp. Còn không xuống, áp dụng biện pháp. Thật là điên cuồng. Người trẻ tuổi có chút điên cuồng là chuyện tốt, nhưng thật ngông cuồng, đối với về sau phát triển không có lợi. Ngũ Nhiên lắc đầu. Chúng ta vừa vặn thừa cơ đánh bóng khí diễm của hắn thoáng một phát, để cho hắn hiểu được, thiên phú cao là một loại vốn liếng, nhưng không phải tiền vốn để càn rỡ. Đúng vậy. Thẩm Bình Chiều gật đầu. Kỳ thật, ta thực có chút tò mò, cuồng vọng như thế, đến cùng dựa vào cái gì, có thể có biện pháp nào, để cho chúng ta xuống dưới. Nhìn xem sẽ biết. Ba người đồng thời nở nụ cười. Tiếng cười còn không có kết thúc, phía dưới có một thanh âm tựa như chuông lớn, đột nhiên vang lên. Hồng. Thanh âm vang vọng bốn phía, tựa như sấm sét giữa trời quang, lại như vạn mã lao nhanh. Đây là cái gì? Ba người sững sờ, còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy 16 thánh thú nâng phi chu thân thể đột nhiên trầm xuống. Vù 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 vù. Kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền thẳng tắp ngã xuống. Vân nhai phi chu dài đến hơn 100 mét, toàn bộ nhờ những thánh thú này nâng, mới có thể lơ lửng không trung, giờ phút này thánh thú té xuống. Không còn lực lượng trèo trống, tự nhiên bay không được, một hồi lắc lư kịch liệt, cũng không dừng lại rơi xuống. Đây là thiên long bát âm, gia hỏa này dùng thiên long bát âm trấn áp thánh thú, nguy rồi. Thân thể nhoáng một cái, Ô Thiên Khung ngừng ở trên không trung, khóe miệng co lại. Thánh thú nâng vân nhai phi chu, hầu như đều ẩn chứa huyết mạch long tộc, loại thánh thú huyết mạch này, đồng cấp bậc sức chiến đấu cường hãn, vô luận sức chịu đựng hay tốc độ phi hành, đều cực kỳ đáng sợ. Dùng để khống chế phi chu, không còn gì tốt hơn. Thiếu sót duy nhất, là đối với chân long huyết mạch có sợ hãi thiên nhiên. Nhưng chân long đã biến mất không biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người gặp qua, bởi vậy, từ khi những thánh thú này khống chế phi chu đến nay, cho tới bây giờ không có xuất hiện vấn đề, bình an vô sự. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, đột nhiên vang lên thiên long bát âm thất truyền không biết bao nhiêu năm. Những âm tiết này, không phải chỉ có long tộc mới biết sử dụng sao. Tại sao nhân loại có thể sử dụng, hơn nữa tiêu chuẩn như thế, uy lực mạnh như vậy? Thiên long bát âm lợi hại như thế, coi như những thứ này đều đạt đến tiêu chuẩn thánh thú, cũng không chịu nổi. Trong lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng trên tay không có ngừng, bàn tay mãnh liệt chảo một cái, không khí chung quanh lập tức ngưng tụ thành đoàn, nâng vân nhai phi chu lên, để cho nó tạm thời không rơi xuống. Thẩm Bình Chiều, Ngũ Nhiên cũng kịp phản ứng, nhao nhao động thủ. Ba đại danh sư thất tinh lực lượng như biển, chân khí như rồng, tuy phi chu cực lớn, nhưng vẫn ngừng lại, thời điểm mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra, phía dưới lần nữa vang lên một thanh âm nhàn nhạt. Ụm bò, ò, âm âm. Thanh âm không lớn, lại mang theo lực xuyên thấu rất mạnh, 16 thánh thú vừa rồi toàn thân cứng ngắc, phun ra đầu lưỡi từ không trung té xuống, lập tức nổi điên lên, thẳng tắp phóng xuống phía dưới. Chương 1714, cần ăn đòn 2.
Trên thân chúng nó đều mang theo dây thừng, giờ phút này mãnh liệt tháo chạy, đội thuyền nguyên bản thật vất vả dừng lại, lần nữa bị giật xuống dưới. 16 thánh thú lực lượng lớn ra sao, đột nhiên phát động, cộng thêm sức nặng của Phi Chu, coi như là ba đại viện trưởng thực lực mạnh mẽ, cũng không có giữ lại, bị kéo lảo đảo, đồng thời từ không trung ngã xuống. Oanh long long, một hồi bụi mù cực lớn bay lên, Vân Nhai Phi Chu vốn lơ lửng ở trên trời, cứng rắn đập xuống đất, ném ra một cái hố to, rất nhiều học sinh đứng ở trên bong thuyền, trong khoang thuyền, đồng loạt ngã trên đất. Lực trùng kích mãnh liệt, không ít tu vi thấp phun ra máu tươi, còn chưa bắt đầu tham gia chiến sư đại tái, liền bị trọng thương. Một ít tu vi cao, cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, toàn bộ mọi người đều có chút bối rối. Không chỉ đám người ba đại học viện bối rối, đám người mi trưởng lão mới từ không trung bay xuống, thấy một màn như vậy, khóe miệng tất cả đều co giật. Còn tưởng rằng viện trưởng nói 3 phút chỉ là vui đùa một chút, không nghĩ tới làm thật. Loại ngôn ngữ long tộc này, không phải sớm đã thất truyền không biết bao lâu sao. Lúc nào viện trưởng học được, hơn nữa dùng thành thạo như thế. Ba vị viện trưởng không có sao chứ. Vội vàng nhìn lại phi thuyền, chỉ thấy ba đại viện trưởng mới vừa rồi còn chỉ điểm Giang Sơn, khí tức Lăng Vân, giờ phút này cũng rơi ở trên bong thuyền, từng cái đầy bụi đất, chật vật không nói ra được. Cưỡng ép nâng Phi Chu, bị 16 thánh thú lôi, coi như bọn hắn đều đạt đến thánh vực nhị trọng, tam trọng, cũng có chút không chịu nổi. Không có bị thương, đã coi như may mắn. Viện trưởng, đây là văn minh ngươi nói. Triệu Bính Tuất choáng váng, ngốc tại chỗ. Vừa rồi viện trưởng luôn miệng nói, yêu cầu làm việc văn minh, sẽ không làm ẩu, kết quả. Liền thấy một màn như vậy. Người đây cũng gọi là văn minh. Người nào gặp qua, người văn minh. Vừa đến liền ném khách nhân từ trên Phi Chu xuống, hơn nữa. Phương tiện giao thông của người ta, cũng rơi vỡ thất linh bát lạc. Đang muốn tìm viện trưởng nói, làm như vậy không tốt lắm, ảnh hưởng đoàn kết. Chỉ thấy thanh niên chẳng biết lúc nào, đã đứng ở trước mặt rất nhiều thánh thú nằm trên mặt đất. Đùng đùng. Một hồi quyền đấm cước đá, một lát công phu, liền nghe mấy thánh thú kia, từng cái thanh âm hưng phấn vang lên, 16 giọt máu tươi, phân biệt từ trong mi tâm bay ra. Rơi vào trước mặt viện trưởng. Ký kết khế ước, thánh thú nhận chủ. Ta sát. Viện trưởng hủy Phi Chu của người ta không nói, còn thuần phục thánh thú của người ta. Choáng váng. Thập đại trưởng lão đều ngây người. Tốt rồi. Phủi tay, Trương Huyền nói một tiếng, rất nhiều thánh thú đồng thời trỗi lên, cởi bỏ gông xiềng trên người bay tới, đi vào sau lưng, từng cái chỉnh tề đứng đấy, như là binh sĩ, đầu lâu giơ lên, cực kỳ kiêu ngạo. Nếu như đối phương không xuống, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho nó xuống. Kỳ thật lần đầu tiên chứng kiến, đã biết rõ 16 thánh thú này đều ẩn chứa huyết mạch long tộc, đã như vậy, liền đơn giản. Dùng thiên long bát âm chấn nhiếp, sau đó lại đi tới thuần phục. 16 con này, tuy được xưng thánh thú, trên thực tế chỉ có thánh vực nhất trọng sơ kỳ, giờ phút này thực lực của hắn, thắng được không khó, hơn nữa long ngữ uy hiếp, rất nhanh liền triệt để thần phục. Các ngươi không lễ phép, ta cũng không có khách khí như vậy. Trước thu phục nhóm thánh thú này rồi hãy nói. Cái này, từ trên bong thuyền nghiền nát đứng lên, Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Bọn hắn chỉ muốn khảo nghiệm đối phương thoáng một phát, nhìn xem biện pháp ứng biến. Không đến mức ác như vậy, Phi Chu quý giá bị hủy, thuận tiện bắt cóc đi hơn 10 thánh thú. Nhất là bọn thánh thú này, ta ăn ngon uống ngon mỗi ngày hầu hạ. Nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, phản bội thì thôi, vẻ mặt kiêu ngạo là cái quỷ gì? Đi theo gia hỏa này, còn tự hào như vậy. Biết rõ gia hỏa này không theo như lẽ thường an bài, nhưng này. Chẳng những không có lẽ thường, quả thực không có thiên lý rồi. Hắn là Trương viện trưởng, thì ra là thế, ta sớm nên đoán được. Không giống hai người phiền muộn, Ngũ Nhiên nhìn rõ ràng bộ dáng của Trương Huyền, thân thể nhoáng một cái, kích động nhảy dựng lên. Đã sớm nghe nói vị rất nhiều sự tích của tân viện trưởng này, nhưng chưa bao giờ thấy qua, không biết dung mạo. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, không phải người khác, đúng là ban đầu ở phong thánh đài, chỉ ra sai lầm của Khổng Sư Tâm Đắc, đạt được nhận thức. Ngày đó vị này biến mất, tìm kiếm khắp nơi, vốn tưởng rằng khó gặp nhau nữa, bỏ lỡ cơ hội thỉnh giáo, không nghĩ tới. Không ngờ là Hồng Viễn Học Viện viện trưởng. Sớm biết là hắn, khẳng định sớm liền đi tới, không đến mức chờ lâu như vậy. Mình vốn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi thăm học tập A. Lúc trước liền suy nghĩ, người trẻ tuổi ưu tú như thế,
khẳng định không có khả năng Minh Châu vùi lấp lâu dài, nhất định sẽ đại phóng hào quang, hiện tại xem ra, quả thật như thế. Ngay cả Khổng Sư cũng thừa nhận, lại để cho các thời kỳ viện trưởng nhận thức còn không phải chuyện rất đơn giản. Càng nghĩ càng kích động, lại chẳng quan tâm mặt khác, thân thể nhoáng một cái, đi vào trước mặt Trương Huyền. Thanh Trúc Học Viện Ngũ Nhiên, gặp qua Trương Sư. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Trương Huyền cười cười. Vâng, Ngũ Nhiên ôm quyền. Cái này, thập đại trưởng lão, rất nhiều đệ tử nhìn nhau, tất cả đều điên rồi. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, không chịu từ trên phi chu hạ xuống, cao ngạo không ai bì nổi, sau khi té xuống, thái độ biến thành dạng này, cung kính tựa như đệ tử. Chẳng lẽ, những học viện viện trưởng này, cũng giống như những tổ tiên kia, có tật xấu đồng dạng, cần dạy dỗ một bận, mới có thể nghe lời. Nói cách khác, cần ăn đòn. Chương 1715, bồi thường 1. Khục khục, nguyên lai vị này chính là Trương viện trưởng, đã sớm nghe nói đại danh, quả nhiên thiếu niên anh hùng. Qua cả buổi, Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Chiều mới vẻ mặt tràn đầy lúng túng từ trong phế tích bay tới, rơi xuống trước mặt. Biết sớm mất mặt như vậy, liền trực tiếp xuống thuyền A. Cái này tốt rồi, rơi ác như vậy, thật vất vả tích góp hình tượng cao nhân không còn một mảnh, tên tuổi anh hùng cả đời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hậu bối học vấn hạn hẹp gặp qua Ô viện trưởng, Thẩm viện trưởng. Trương Huyền hành lễ. Hiện tại hắn chỉ là danh sư lục tinh, đối phương là thất tinh, trên lễ tiết không thể để cho đối phương nắm tật xấu. Đều là viện trưởng, chính là cùng thế hệ, không cần phải để ý lễ tiết như thế. Trương viện trưởng, trực tiếp lái phi chu vào học viện, là chúng ta không thỏa đáng, bất quá. Những thánh thú này, người có phải trả cho chúng ta hay không? Khoát tay áo. Sắc mặt Ô Thiên Khung xanh mét nói. Vân nhai phi chu là một kiện pháp bảo, rơi vỡ thoáng một phát, tuy có tổn thương, nhưng không ảnh hưởng chút nào, còn có thể tiếp nhận, nhưng đám thánh thú này, coi như là Vân Hư học viện bọn hắn cũng giày vò không nổi a. Khoan hãy nói, thật muốn bị bắt cóc, chiến sư đại tái hoàn tất, nhiều đệ tử cùng lão sư như vậy, làm sao trở về. Chỉ dựa vào đi đường mà nói, đoán chừng bạc đầu cũng không về đến nhà. Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc. Bao phủ phạm vi không biết bao xa, tứ đại học viện càng là thiên nam địa bắc, Vân Nhai Phi Chu cũng trọn vẹn bay hơn một tháng, đổi lại đi bộ, không có đạt tới thánh vực mà nói, cơ bản chẳng khác nào chết già cũng không đi về được. Trả lại cho các ngươi cũng không phải là không thể được, chỉ là... trầm tư thoáng một phát, Trương Huyền lộ ra xoắn suýt. Chỉ là cái gì? Ô Thiên Khung nhìn qua. Lắc đầu, Trương Huyền nói. Nói thật với các vị A. Vì nghênh đón chiến sư đại tái lần này, Hồng Viễn học viện chúng ta chuyên môn mời Viên Lâm đại sư tới đây bố trí, thiết kế rất nhiều cảnh đẹp, bố trí vô số bảo vật quý giá, đến bây giờ còn mắc nợ chồng chồng. Kết quả, bị phi chu của ngươi rơi đập, toàn bộ hủy sạch. Vân Hư học viện tài đại khí thô, ngươi xem, có thể bồi thường tổn thất một chút hay không, rồi hãy nói sự tình thánh thú. Vân Nhai phi chu từ trên trời rơi xuống, ở trên mặt đất ném ra một cái hố to. Không ít kiến trúc của học viện đều biến thành phế tích, một mảnh hỗn độn. Viên Lâm đại sư, cảnh đẹp, bảo vật. Khóe miệng của Ô Thiên Khung co lại. Vừa rồi ở trên phi chu cũng không phải không thấy được tình huống phía dưới, chỉ là kiến trúc bình thường mà thôi, ở đâu ra cảnh đẹp. Bảo vật, thời điểm phi chu rơi xuống đất, hắn cũng xem, đại bộ phận đều là quảng trường, đường đi, có lẽ không cần bồi thường rất nhiều a. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thánh thú ở trong tay đối phương. Đành phải ôm quyền. Không biết cần tiêu phí bao nhiêu. Cụ thể nhiều ít ta cũng không rõ lắm, người cũng biết, ta vừa lên làm viện trưởng không lâu, đối với mấy cái này không rõ lắm. Như vậy đi, ta cho ngươi hỏi một chút. Khoát tay áo, Trương Huyền nói một tiếng. Nghi trưởng lão, người tính toán thoáng một phát, địa phương phi chu của Ô viện trưởng va chạm, các loại kiến trúc, bảo vật hoàn toàn khôi phục, đại khái cần tiêu phí nhiều ít. Vâng, nghe được hỏi thăm. Mi trưởng lão nhẹ gật đầu, bay về phía không trung, nhìn thoáng qua, trở lại trước mặt, truyền âm nói. Bẩm báo viện trưởng, phi chu đâm cháy tổng cộng 8 kiến trúc, cùng 3 hồ nước, hoàn toàn chữa trị mà nói, đại khái cần linh thạch thượng phẩm. 2 viên. Trong mắt kẻ có tiền, linh thạch thượng phẩm không coi vào đâu. Địa phương phi chu va chạm, không phải địa phương trọng yếu gì, công tượng bình thường cũng có thể hoàn thành, 2 viên linh thạch thượng phẩm cũng không cần, có thể hoàn mỹ chữa trị. Ngươi nói cái gì? Trương Huyền tựa hồ không nghe rõ, thanh âm vang lên, nhăn mày lại.
hai vạn viên linh thạch thượng phẩm. Người xác định nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy mới có thể sửa tốt. Hai vạn. Mi trưởng lão ngẩn ngơ. Ta lúc nào nói qua hai vạn, ta nói là hai viên. Nhiều kiến trúc xa hoa như vậy, không chỉ xuất từ tay các đại sư, hơn nữa là tâm huyết của tiền bối, là giá trị không cách nào cân nhắc, ngươi lại cẩn thận tính toán đến cùng cần bao nhiêu, yên tâm đi, Vân Hư học viện thân là đứng đầu tứ đại học viện, tài đại khí thô, chắc chắn sẽ không quyền nợ. Trương Huyền nói tiếp. Ách, bờ môi của mi trưởng lão co lại, trong giọng nói mang theo thăm dò. Vậy, hai vạn năm, hoặc là ba vạn. Ba vạn đủ sao? Trương Huyền hỏi. Ba vạn, có lẽ đủ, còn chưa đủ sao, nếu không năm vạn đi. Mí mắt của mi trưởng lão nhảy loạn, không biết trả lời như thế nào. Năm vạn, vậy mà cần nhiều như vậy. Cũng đúng, tổ tiên lưu lại tài sản hủy ở trong tay ta, cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Thở dài một tiếng, Trương Huyền quay đầu, vẻ mặt áy náy nhìn qua. Ô viện trưởng, người cũng nghe đấy, học viện hư hao thật sự quá nghiêm trọng, đại khái cần tiêu phí 5 vạn linh thạch thượng phẩm, mới có thể hoàn toàn chữa trị. Ô viện trưởng muốn phun máu. Các ngươi có thể diễn lại giả một chút sao? Ở địa phương này, 5 viên linh thạch thượng phẩm cũng không dùng đến. 5 vạn. Làm như ta ngốc à. Bất quá, hắn cũng biết, đối phương cố ý nâng giá, đây là vì cho mình một hạ mã uy, ai bảo bọn hắn bất kính trước. Rơi vào đường cùng, đành phải lắc đầu. Chương 1716, bồi thường 2. Khục khục, Trương viện trưởng, khống chế phi chu trực tiếp xông tới, là của ta không đúng, ở chỗ này lão hủ xin lỗi Hồng Viễn học viện. Như vậy đi, địa phương hư hao, Vân Hư học viện ta sẽ tu kiến hoàn chỉnh lần nữa, cam đoan giống trước kia như đúc, ngươi xem coi thế nào. Hỗ trợ chữa trị, cũng tốt, vừa vặn học viện chúng ta còn kém một đại trận hội tụ linh khí cấp 7. Nếu như ô viện trưởng có thể giúp chúng ta bố trí tốt, sự tình chữa trị tiểu viện, tự chúng ta tới cũng được. Thấy đối phương thức thời, Trương Huyền cười cười. Cùng ta trang bức, vừa đến còn dùng phi chu, khí thế hung hăng, nói thật, là ta không muốn trang. Nếu không, trang không chết các ngươi. Đại trận hội tụ linh khí cấp 7. Ra mặt ô thiên khung co lại. Bố trí đại trận cấp 7, không chỉ phải mời trận pháp sư thất tinh, càng trọng yếu là, trận kỳ cấp 7. Mỗi một cây đều giá trị xa xỉ, bố trí bao phủ một học viện, hơn nữa có thể duy trì trận pháp vận chuyển nhiều năm, tiêu phí to lớn, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Bất quá nhìn bộ dáng của đối phương, đây là yêu cầu thấp nhất, không đáp ứng, rất có thể sẽ không trả thánh thú. 16 thánh thú, là một khoản tài sản rất lớn của học viện bọn hắn, khoan hãy nói, khống chế phi chu mà đến, còn chưa bắt đầu tuyển chọn, chẳng khác nào bắt cóc thánh thú, truyền đi, cũng có tổn thương mặt mũi. Gánh không nổi a. Trần trừ một chút, cắn răng. Được rồi, ta đáp ứng. Vẫn là ô viện trưởng đại khí, tại hạ khâm phục. Trương Huyền liền ôm quyền, ngay sau đó quay người nhìn về phía tất cả thánh thú ở sau lưng, ngón tay liên tục bắn ra, giải hết khế ước chủ tớ. Tốt rồi, các ngươi tự do, quay về Vân Hư học viện đi. Hống hống hống. Nghe được lời của hắn, tất cả thánh thú vẻ mặt tràn đầy ủy khuất. Con mắt rưng rưng, tràn đầy không muốn. Thân có huyết mạch long tộc, biết rõ có thể nói ra thiên long bát âm là khái niệm gì, vị trước mắt này, vô cùng có khả năng là chân long hóa hình. Thật vất vả nhận chủ, vừa kiêu ngạo thoáng một phát, đã bị giải trừ khế ước, tất cả đều tràn đầy không cam lòng. Trở lại Vân Hư học viện, cung phụng của các ngươi gấp bội lúc trước. Chứng kiến biểu lộ của bọn chúng, da mặt co lại mãnh liệt, ô viện trưởng cắn răng nói. Giống. Nghe được lời hứa của hắn, lúc này 16 thánh thú mới cố gắng trở lại Vân Nhai Phi Chu lần nữa, biểu lộ không tình nguyện. Thấy bộ dạng của bọn chúng, ô viện trưởng che ngực, cảm thấy có chút thở không ra hơi. Nói thật, lúc trước liền nghe nói, Trương viện trưởng này rất tà tính, tận mắt nhìn thấy mới biết được, so với nghe được còn muốn tà hơn. Quả thực liền bẫy người không đền mạng. Thật vất vả đè xuống phiền muộn trong lòng, đang muốn nói chuyện, liền nghe thanh niên cách đó không xa. Thở dài một tiếng, thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Nếu như các ngươi thật sự muốn theo ta, sau khi đưa bọn họ về học viện, có thể lặng lẽ trốn trở về nha. Hống hống hống. 16 thánh thú đồng thời hân hoan vui vẻ, lần nữa điên cuồng gào rú. Thân thể nhoáng một cái, ô viện trưởng cảm thấy ngực càng đau, thở cũng không ra rồi. Cái này gọi là chuyện gì, không nên chơi người như vậy à. Nếu không... Ta sợ kiên trì không đến chiến sư đại tái kết thúc, đã bị tức chết rồi.
thời điểm vừa tới hăng hái, cảm thấy Vân Hư học viện cao thủ nhiều như mây, lần này thành tích tất nhiên có bước tiến mới. Ai ngờ tuyển chọn còn chưa bắt đầu, đã bị viện trưởng mới của Hồng Viễn học viện chỉnh đến một chút tính khí cũng không có. Ngẫm lại liền cảm thấy phiền muộn. Tốt rồi, nếu như sự tình giải quyết, thì thảo luận sự tình chiến sư đại tái một chút đi. Cưỡng ép vận chuyển chân khí, ngăn chặn ngực đau đớn, Ô Thiên Khung mở miệng nói. Đúng vậy, lần này tứ đại học viện tề tụ, chính là vì chiến sư đại tái trăm năm một lần. Thẩm Bình Chiều mở miệng. Chiến sư, sức chiến đấu mạnh nhất của danh sư đường, lợi khí đối kháng dị linh tộc, quan hệ lấy an nguy của nhân tộc, nhất định phải đối đãi thật tốt, không thể qua loa. Đó là tự nhiên. Trương Huyền lên tiếng. Vừa rồi chỉ là trừng phạt vì bọn họ không tôn trọng Hồng Viễn học viện, liên lụy đến chiến sư đại tái, là phải cùng chung hợp tác, ai cũng không thể cản trở. Năm nay chiến sư đại tái, danh ngạch so đấu thứ hạng tăng lên gấp đôi, trước kia, tứ đại học viện chung vào một chỗ, năm niên cấp, chỉ tuyển nhận 50 vị, mà lần này, lại muốn 100. Nói lên tuyển chọn, Ô Thiên Khung dứt bỏ không thoải vừa rồi mái, thần sắc ngưng trọng nói. Tuyển nhận 100. Còn là lần đầu tiên biết rõ danh ngạch mà chiến sư đường tuyển nhận, Trương Huyền nhịn không được líu lưỡi. Hồng Viễn danh sư học viện, năm niên cấp, chừng 10 vạn đệ tử, ba đại học viện khác, tuy nhân số cụ thể không biết, nhưng địa vị cao hơn Hồng Viễn, nhân số chỉ nhiều không ít. Nói cách khác, dựa theo đoán chừng bảo thủ nhất, tứ đại học viện ít nhất phải có 40 vạn đệ tử trở lên, lại chỉ tuyển nhận 100 người. Tỷ lệ đạt đến 1/4000, làm cho người hoảng sợ. Đổi lại trước kia chỉ có 50 vị, tỷ lệ cao hơn, đạt đến 1/8000, khó trách tuyển chọn này làm cho người ta sợ hãi, quả nhiên là ngàn dặm mới tìm được một. Phải biết rằng có thể thi vào danh sư học viện, đầu tiên chính là một tỷ lệ chọi rất lớn. Lần này nhân số hơn nhiều, nhưng mà tuyển chọn càng thêm nghiêm khắc. Nghe nói còn liên lụy sinh tử chiến. Thẩm Bình Chiều nói. Sinh tử chiến. Trương Huyền nhíu mày. Ân, chiến sư không giống danh sư bình thường. Mục đích chủ yếu là vì chiến đấu, đối kháng dị linh tộc, không có trải qua sinh tử, làm sao có thể phát huy sức chiến đấu vượt qua thường nhân. Ngũ Nhiên mở miệng. Chương 1717, Lâm Chiến giảng bài 1. Cũng đúng. Trương Huyền gật đầu. Muốn thực lực càng mạnh hơn nữa, nhất định phải trải qua sinh tử. Không có sợ hãi ở thời khắc sinh tử, tâm cảnh sẽ rất khó đột phá. Tuy thời gian tu luyện của hắn không dài, nhưng có thể có thực lực bây giờ. Cũng là đã trải qua vô số sinh tử cùng nguy hiểm mới đổi lấy, thực lực của bất luận kẻ nào đều khó có khả năng một lần là xong, không có trả giá, liền uổng phí đạt được. Sức chiến đấu của bản thân danh sư vốn mạnh mẽ, chiến sư tự nhiên càng thêm đáng sợ, mà muốn lấy được thực lực như thế, cần trả giá tâm huyết, tất nhiên là gấp mấy lần thường nhân. Tựa như hắn, vì trùng kích nguyên thai cấp bậc cao hơn, gần 2 tháng, mới từ bán thánh sơ kỳ, tấn thăng đến đỉnh phong. Nếu đổi lại tu luyện thiên đạo công pháp bình thường mà nói, hiện tại chỉ sợ đã là cường giả thánh vực. Đây là trả giá cùng khổ cực. Không biết chiến sư đường khảo hạch như thế nào? Ba vị viện trưởng có nghe nói tin tức không? Trương Huyền hỏi. Quy tắc cụ thể còn không rõ lắm, bất quá, bình thường đều là tất cả học viện tiến hành tỉ thí, bài danh trước 100, tự nhiên sẽ trúng tuyển. Ô Thiên Khung nói. Tuy mỗi lần tuyển chọn quy tắc đều không quá giống nhau. Nhưng chiến sư chỉ có một yêu cầu, đó chính là thực lực mạnh. Vô luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đồng cấp bậc, dưới tình huống không mượn bất kỳ pháp bảo, linh thú nào, chiến thắng đối thủ, chính là thành công. Luận võ. Trương Huyền gật đầu. Đây thật là phương pháp trực quan trực tiếp nhất, cũng có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục, khuyết điểm duy nhất chính là giống như Thẩm Bình Chiều nói, liên lụy sinh tử. Dưới loại tình huống này, một khi dùng hết toàn lực, lực lượng không dễ khống chế, tỷ lệ thương vong tất nhiên tăng nhiều. Đúng vậy, à phải rồi, dù sao hiện tại người của chiến sư đường còn chưa tới, không bằng chúng ta trước để cho đệ tử của tứ đại học viện gặp mặt một lần, lẫn nhau biểu diễn, cũng sớm làm chuẩn bị, miễn cho thời điểm tỉ thí luống cuống tay chân. Như nhớ tới cái gì, Ô Thiên Khung cười nhìn qua. Đúng vậy, để cho bọn họ biểu diễn trước, đối với thực lực của mình cũng có hiểu rõ. Giữa danh sư, phải trao đổi nhiều mới có thể tiến bộ, dậm chân tại chỗ, sẽ chỉ làm người trở nên tầm nhìn hạn hẹp. Thẩm Bình Chiều cùng Ngũ Nhiên đồng thời gật đầu. Cũng tốt. Tứ đại học viện ba cái đồng ý, Trương Huyền cũng không tiện cự tuyệt. Lại nói, hắn cũng muốn nhìn xem thực lực của học viên đối phương,
làm cho học viên của mình có chuẩn bị tâm lý. Nghe được đáp ứng, chư vị viện trưởng phân phó một câu, chỉ chốc lát, từ trong phi chu đi ra mấy trăm đệ tử, từ hợp linh cảnh đến tàm phong cảnh, từng cấp bậc đều có. Giống như Hồng Viễn học viện, từng cấp bậc, từng học viện đều tuyển chọn 20 người, năm niên cấp, cũng chính là 100 người. Ba đại học viện, 300 trẻ tuổi tài tuấn, đồng loạt đi tới, làm cho người ta có cảm giác khí thế không đồng dạng. Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, Trương Huyền nhìn sang những học viên này. Từng cái đều cơ bắp chặt chẽ, chân khí hùng hồn, tính là người xuất sắc trong đồng cấp bậc. Nghi trưởng lão, học sinh của chúng ta, cũng gọi xuất hiện đi. Trương Huyền phân phó. Nghi trưởng lão lên tiếng, không lâu sau, Hồng Viễn học viện tuyển ra 100 vị đệ tử cũng đi ra. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những học viên này, so sánh thoáng một phát, nhìn không được lắc đầu. Tuy cấp bậc giống nhau, niên kỷ cũng không kém nhiều, nhưng vô luận là khí thế, chân khí hùng hậu, tựa hồ đều kém đối phương một ít. Thật muốn chiến đấu mà nói, chỉ sợ có thể thông qua tuyển chọn, ít đến thương cảm. Khó trách thập đại trưởng lão ngay cả thịnh hội như thế, cũng có thể quên mất, còn cần Kim Nguyên Đỉnh đến đề tỉnh, xem ra chiến sư đại tái, đối với Hồng Viễn học viện mà nói, đích xác không tính là đại sự gì, trái lại, còn rất mất mặt, không ai nguyện ý nhớ tới. Dần ra liền quên, tại hạ đệ tử năm nhất của Vân Hư học viện, Ngụy Sương. 400 đệ tử tham gia tuyển chọn đi vào trước diễn võ đài ngồi xuống, một học viên của Vân Hư học viện nhảy lên đài cao, hai tay chấn động, một cỗ khí tức cường đại phun ra, tất cả huyệt đạo như thổi lên cái còi, phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào. Tuy chỉ có tu vi hợp linh cảnh, lại cho người ta một loại cảm giác thẳng phá thương khung. Thật mạnh. Đúng vậy, loại thực lực này, chỉ sợ năm thứ hai cũng có rất ít người có thể thắng được. Ta gặp gỡ, khẳng định không phải đối thủ. Thật lợi hại, so với Vân Hư học viện, đích xác thua kém. Chứng kiến Ngụy Sương biểu hiện ra thực lực, đệ tử năm nhất dưới đài, từng cái một thần sắc ngưng trọng. Đồng dạng là hợp linh cảnh, nhưng mà thực lực của đối phương, rõ ràng so mạnh hơn bọn hắn nhiều lắm, đừng nói tân sinh năm nhất, coi như là đệ tử năm thứ hai, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vừa ra tay, liền chấn nhiếp bọn hắn rồi. Trương Huyền nhăn mày lại. Đối phương biểu hiện ra, tuy tìm không ra tật xấu, nhưng rất dễ dàng tạo thành áp lực tâm lý cho học viên của mình. Xem ra vừa rồi ở trong tay mình ăn lỗ vốn, muốn dùng đệ tử vãn hồi mặt mũi. Tại hạ đệ tử năm nhất của La Thanh học viện, Trương Lâm. Chương 1718, Lâm Chiến giảng bài 2. Tại hạ là đệ tử năm nhất của Thanh Trúc học viên. Rất nhanh, đệ tử của ba đại học viện nhao nhao nhảy lên đài cao, những học viên này đều chỉ có tu vi hợp linh cảnh. Sức chiến đấu lại vô cùng cường đại. Có mấy vị, càng là huyết mạch đặc thù, sau khi kích hoạt lực lượng, chiến lực gấp bội, so với đám người Vương Dĩnh ở hợp linh cảnh, cũng không yếu chút nào. Trái lại, đệ tử bên mình còn kém rất nhiều, sức chiến đấu nhỏ yếu không nói, đối với lý giải võ kỹ, cũng xa xa không bằng, thật muốn chiến đấu mà nói, khó có thể chiến thắng ngược lại là thứ yếu, gây chuyện không tốt còn sẽ trọng thương. Năm nhất tuyển ra 20 người. Chỉ miễn cưỡng có một hai cái thực lực coi như có thể, mặt khác, đều hoàn toàn không thể sánh bằng. Cũng khó trách, tuyển ra những người này, ít nhất phải 3 tháng trở lên, trên đường đi, càng có danh sư thất tinh tự mình chỉ điểm, sức chiến đấu muốn không để thăng cũng khó khăn. Mà bên mình, vừa mới từ Hiên Viên Đế Quốc trở về, những học sinh này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ điểm cũng không có chỉ điểm qua, làm sao có thể vượt qua. Coi như là đám người Triệu Bính Tuất, Mi trưởng lão đích thân kèm cặp. Nhưng hạn chế ánh mắt cùng kiến thức của bọn hắn, so với danh sư thất tinh chỉ điểm là không cách nào so sánh được. Cái này, đánh như thế nào? Xoa xoa mi tâm. Không cần xuất thủ, chỉ bằng vào so đấu, liền đả kích lòng tin của học sinh mình không còn, chính thức tỉ thí, khẳng định không qua được mấy chiêu. Ngay sau đó đệ tử năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm biểu hiện ra, Hồng Viễn học viện biểu hiện càng thêm không như mong muốn. Vân Hư học viện mạnh nhất. 20 đệ tử, hầu như mỗi cái đều có thể vượt cấp chiến đấu, căn bản không phải những học sinh của bọn hắn có thể so sánh. Nếu Tiết Chân Dương, Long Thương Nguyệt không đột phá thì tốt rồi. Mấy người này chuyên môn tiếp nhận qua chỉ điểm của hắn, sau khi trải qua sự tình Ngô Hư, Lộc Thành, sức chiến đấu gia tăng thật lớn, có bọn hắn xuất thủ, năm thứ năm có lẽ còn có thể tranh thủ mấy danh ngạch. Đáng tiếc, bọn hắn đã đột phá đến bán thánh, mất đi tư cách. Mặc dù ở Huyền Huyền hội cũng chuyên môn dạy học,
nhưng năm nay bọn hắn mới vừa vào trường học, khởi điểm quá thấp, đạt tới hợp linh cảnh cũng không nhiều, so với lão sinh ở học viện chờ đợi thật nhiều năm, còn kém không ít. Cơ bản không có thông qua tuyển chọn. Trương viện trưởng, học sinh của các ngươi, thoạt nhìn. Không quá lạc quan. Xem qua một lần, Ngũ Nhiên nhíu mày. Thân là danh sư thất tinh, nhãn lực siêu quần, tự nhiên có thể thấy được, đệ tử của Hồng Viễn học viện, so với ba người bọn hắn, rõ ràng hơi yếu. Dưới loại trạng thái này, có thể bắt được thứ tự, thật sự quá khó khăn. Ân. Trương Huyền lắc đầu, nhìn về phía đám người Ô Thiên Khung. Nếu như người của chiến sư đường còn chưa tới, ta có thể thừa dịp thời gian rảnh rỗi, giảng chút kỹ xảo chiến đấu cho những học sinh này hay không? Giảng bài, hiện tại sao? Nghe được lời của hắn, đám người Ô Thiên Khung sững sờ. Tuy lâm trận mới mài gươm sẽ có hiệu quả nhất định, nhưng căn cứ tin tức, người chiến sư đường trong vòng một canh giờ sẽ tới, giờ phút này lại giảng bài, có lẽ không có tác dụng a. Vâng. Trương Huyền gật đầu. Chứng kiến tình huống của những học sinh này, không thay đổi mà nói, đừng nói chỉ lựa chọn 100, coi như 200, 300, có thể thông qua cũng không có mấy cái. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể giảng giải cho bọn hắn một ít kỹ xảo chiến đấu, mau chóng lĩnh ngộ. Trương viện trưởng, muốn chỉ điểm cho đệ tử học viện của mình, tự nhiên không vấn đề, chỉ bất quá tuyển chọn sắp bắt đầu, hiện tại học tập mà nói, ta sợ ngược lại sẽ khiến tâm tính dao động, thực lực không tiến bộ, còn sẽ lui về phía sau. Chần chừ một chút, Ngũ Nhiên an ủi nói. Có thể từ trong tất cả đệ tử tuyển ra, nói rõ tất nhiên là thiên tài tu luyện, đã có hệ thống chiến đấu thuộc về mình. Hiện tại giảng bài, để bọn hắn sửa lại, một khi không thành công, rất dễ dàng xuất hiện cục diện không hài hòa, chẳng những không có tiến bộ, ngược lại thực lực giảm xuống. Ta biết rõ, nhưng vẫn thử một chút đi. Biết rõ đối phương là hảo ý, Trương Huyền cười cười, để mi trưởng lão tập trung lại 100 vị đệ tử tham gia tuyển chọn, bốn phía hạ xuống một cấm chế cách âm, lúc này mới nhìn lại. Chư vị có ai không muốn trở thành chiến sư không? Nhìn quanh một vòng, Trương Huyền hỏi. Mặc dù chiến sư tốt, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng có không ít người không nguyện ý đi làm. Không có. Mọi người đồng thời lắc đầu. Nếu như thông qua tuyển chọn, khẳng định đã nghĩ kỹ. Đều muốn làm chiến sư, cũng chính là hy vọng lực chiến đấu của mình càng ngày càng mạnh. Thấy không ai không muốn, hai mắt Trương Huyền nheo lại. Vậy thì, hiện tại ta giảng cho các ngươi kỹ xảo rất nhanh tăng lên võ kỹ, cùng với lĩnh ngộ chiến đấu. Hy vọng có thể nghiêm túc học tập. Hiện tại muốn cho tu vi trở nên càng thêm hùng hậu, nhất định là không còn kịp rồi, phương pháp duy nhất tăng lên sức chiến đấu chính là đề cao lý giải đối với võ kỹ, cùng ứng biến lúc chiến đấu. Vâng, nghe được viện trưởng muốn giảng bài cho bọn hắn, đại bộ phận đệ tử ánh mắt tỏa ánh sáng. Vốn chứng kiến thực lực học viên của học viện khác, đánh mất một phần lòng tin, cũng lần nữa bốc cháy lên. Thời điểm viện trưởng kế vị nói qua một tiết học, tạo thành oanh động, đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Lúc ấy, là đối với thầy trò toàn trường chung một chỗ giảng, không có tính nhắm vào, hiệu quả liền lợi hại như vậy. Hiện tại nhằm vào giảng giải, lại sẽ có loại hiệu quả nào? Không cần nghĩ cũng để người kích động. Mục đích của võ kỹ là vì phát huy chân khí trong cơ thể tốt hơn, khiến lực lượng càng thêm thuần túy. Bởi vậy, muốn võ kỹ càng mạnh hơn nữa, đầu tiên phải có một trái tim thuần túy, một tâm cảnh dũng cảm tiến tới, không cam lòng nhận thua. Thấy ánh mắt của mọi người sáng ngời. Tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, Trương Huyền cũng không do dự, thanh âm nhàn nhạt lập tức vang lên. Chương 1719, chiến sư đường người tới. 1. Trử Kiện là đệ tử năm nhất tuyển ra, 2 năm trước, được Hồng Trì Đế Quốc cử đến nơi đây học tập. Trải qua hơn 2 năm hun đúc cùng tôi luyện, đã đạt đến hợp linh cảnh đỉnh phong, cách kiều thiên cảnh chỉ có một bước. Dựa theo tình huống bình thường, 3 tháng trước thì có cơ hội đột phá, nhưng vì nghênh đón chiến sư đại tái lần này. Một mực áp chế tu vi, lực lượng hợp linh cảnh được hắn ma luyện mượt mà như ý, hầu như đạt đến cao nhất của cảnh giới này. Nguyên nhân chính vì như thế, lần này học viện tuyển chọn, mới có thể trổ hết tài năng, lấy được vị trí thứ 5. Hắn chỉ là hoàng tử không được sủng ái của đế quốc, có thể trở thành chiến sư, có thể trổ hết tài năng, coi như không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ đại phóng hào quang. Vốn tưởng rằng đạt được vị trí thứ 5 của học viện, trên thi đấu tuyển chọn, chỉ cần nỗ lực thì có cơ hội thành công. Nhưng thấy 3 học viện khác biểu hiện, trái tim liền nguội lạnh xuống, đồng nhất niên cấp, thực lực của hắn cùng đối phương căn bản không ở một cấp bậc. Mặc dù không có tỷ đấu,
nhưng thông qua đối phương tỏa ra lực lượng có thể rõ ràng phán đoán, một khi chiến đấu, thực lực của hắn khả năng ngay cả trước 40 cũng hết chỗ. Từng niên cấp chỉ tuyển chọn trước 20, 40. Căn bản không hề hy vọng. Tuy nói viện trưởng muốn giảng bài cho bọn hắn, chuyên môn giảng giải kỹ xảo chiến đấu, nhưng hắn không cho rằng, ngắn ngủn chưa tới một canh giờ, liền có thể làm cho thực lực của mình cải biến. Tu luyện là quá trình tích lũy, nhất là sức chiến đấu, căn bản không phải huấn luyện ngắn hạn có thể cấp tốc tăng lên. Coi như viện trưởng giảng giải tri thức vô cùng ảo diệu, có thể làm cho hắn có chút tăng lên, nhưng đối mặt cao thủ của ba đại học viện, đồng dạng sẽ thất bại thảm hại. Chứng kiến thực lực của đối phương, tự tin đã bị đả kích triệt để. Thở dài một tiếng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy viện trưởng vẻ mặt hòa ái nhìn qua, thanh âm ấm áp như tiên nhạc, vang lên ở bên tai, giải thích một ít kỹ xảo cùng vận dụng võ kỹ trong chiến đấu, làm cho người ta chỉ nghe vài câu, chân khí liền kìm lòng không được nhảy lên, muốn đi theo học tập. Nghe một lát, trong lòng Trừ Kiện khâm phục. Không thể không nói, viện trưởng lý giải võ kỹ cùng chiến đấu, đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, so với hắn nghe qua tất cả danh sư giảng bài, đều muốn lợi hại. Nhưng đáng tiếc, thời gian quá ngắn, ngắn ngủn một canh giờ, căn bản không cải biến được cái gì. Nếu viện trưởng có thể sớm nửa tháng trở về, có lẽ còn có hy vọng chiến thắng. Thở dài một tiếng. Sớm nửa tháng, tập trung bọn hắn lại, giảng giải kỹ xảo chiến đấu, phối hợp pháp quyết tu luyện cùng thực chiến, có lẽ bọn hắn thật có thể trong thời gian ngắn thoát thai hoán cốt, tu vi tăng nhiều. Hiện tại tuyển chọn lập tức bắt đầu, lại giảng, còn có tác dụng gì? Lắc đầu, trong lòng đang nghĩ ngợi có muốn nghe hay không, liền thấy một học đệ ở cách đó không xa, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, hai mắt tỏa sáng, ngón tay đưa về phía trước, một đạo kiếm quang lập tức hình thành ở đầu ngón tay, thẳng tắp rơi trên mặt đất, đâm ra một cái lỗ thủng. Cái này, đây là nhân kiếm hợp nhất. Đồng tử co rụt lại. Vị học đệ này, lúc trước bọn hắn đọ sức qua, đối với kiếm thuật là có chút thiên phú, nhưng so với hắn còn kém rất lớn, thế nào? Hắn còn chưa tới nhân kiếm hợp nhất, đối phương đi đầu đạt tới. Nhân kiếm hợp nhất, là một cảnh giới vô cùng trọng yếu trong kiếm pháp, một khi đạt tới thực lực tuyệt đối sẽ lập tức bạo tăng, lúc trước gia hỏa này chỉ bài danh thứ 10, lĩnh ngộ loại cảnh giới này, có thể đoán được, lần nữa tỉ thí mà nói, trong năm nhất, ít nhất là ba thứ hạng đầu. Đáng sợ. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Đang khiếp sợ, còn không có triệt để tiêu hóa, lại nghe cách đó không xa, một hồi thanh âm cốt cách, cơ bắp nhúc nhích, tựa như sấm rền, chấn mặt đất có chút lắc lư. Đây là, thanh âm hổ khiếu kim cương quyền tu luyện tới đại thành mới có. Ngày hôm qua ta cùng hắn tỉ thí, không phải, tu luyện tới nhập môn sao? Khóe miệng co lại, ánh mắt Trừ Kiện choáng váng. Trong cơ thể ra hỏa phát ra âm thanh kia, hắn cũng quen thuộc, cuộc thi năm nhất bài danh thứ 17. Ngày hôm qua còn luận bàn, tu luyện võ kỹ hổ khiếu kim cương quyền, mới vừa vặn nhập môn, khoảng cách tinh thông còn có khoảng cách nhất định. Đối với lý giải võ kỹ, có thể chia làm, nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn như ý. Thế nào, thời gian nháy con mắt đã đột phá ba đại cấp bậc, đạt đến đại thành. Đây cũng quá khoa trương đi. Vù vù vù. Khiếp sợ như trước không có chấm dứt, cách đó không xa một thanh niên chân khí theo huyệt thái dương tuôn ra. Ở trên đầu tạo thành một quái điểu giống như thực chất, tùy thời sẽ bay ra. Chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu được, đây cũng là tiêu chí tu luyện một loại võ kỹ tới đại thành. Bành bành bành, ba ba ba. Chung quanh một hồi loạn hưởng, trong phạm vi cấm chế, vô số chân khí bay loạn, tựa hồ tất cả đệ tử sau khi nghe viện trưởng giảng giải, đều có chỗ lĩnh ngộ, nhao nhao đột phá. Tiết học của viện trưởng, lợi hại như vậy. Lúc này Trừ Kiện mới ý thức tới vấn đề. Rút cuộc kìm nén không được, vội vàng ngăn chặn rung động cùng khó hiểu trong lòng, cẩn thận nghe giảng. Không thể không nói, viện trưởng giảng giải cực kỳ thích hợp, từ đơn giản vào sâu, võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu, kéo tơ gẩy kén triển lộ ở trước mắt mọi người. Nghe hắn giảng giải, đồ vật lúc trước rất thần bí, trở nên cực kỳ đơn giản, rất dễ dàng có thể lý giải. Chỉ nghe một lát, liền như si mê như say xưa, khó có thể tự kiềm chế. Giờ mới hiểu được. Lúc trước tu luyện nhiều năm, hiểu võ kỹ nhiều năm, là nông cạn cỡ nào, so với viện trưởng giảng giải, buồn cười không đáng giá nhắc tới. Bên ngoài cấm chế, nhìn không tới tình huống bên trong, cũng nghe không được thanh âm, không biết đã có rất nhiều người, đối với lý giải võ kỹ đã có đột phá. Thấy lúc này viện trưởng lôi kéo tất cả học sinh,
vì bọn họ giảng bài, vẻ mặt của Mi trưởng lão phát mộng. Chương 1720, Chiến sư Đường người tới. 2. Hiện tại viện trưởng bắt đầu giảng giải, có phải có chút quá muộn hay không? Căn cứ tin tức hắn biết rõ, người chiến sư Đường tùy thời sẽ đi vào, hiện tại lại giảng bài. Coi như nước tới chân mới nhảy cũng chậm chút ra. Ân, đã chậm. Triệu Bính Tuất lắc đầu. Thực lực của tu luyện giả là dựa vào vô số chiến đấu tích lũy thành, bằng vào lớp học học tập, không có khả năng tăng lên quá nhiều. Viện trưởng làm như vậy, đoán chừng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Tu Trường Thanh cũng nhẹ gật đầu. Không phải là bọn hắn không tin viện trưởng, mà là năng lực lý giải của đệ tử có hạn. Một canh giờ, coi như lão sư giảng thiên hoa loạn trụy, lý giải không được, cũng không có tác dụng a. Thậm chí coi như hiểu, không thể dùng ở thực chiến, cũng là uổng công. Xem ra viện trưởng còn là tuổi trẻ, ý tưởng quá ngây thơ rồi. Đúng vậy, chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ kết quả. Triệu Bính Tuất lắc đầu, không nói thêm lời, nhưng vẻ lo lắng trong mắt, tình cảm bộc lộ trong lời nói, căn bản không thể che lấp hết. Không chỉ thập đại trưởng lão không có lòng tin với viện trưởng. Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều, Ngũ Nhiên cũng nhịn không được lắc đầu. Giảng bài cho đệ tử, để bọn họ tăng lên lý giải đối với chiến đấu là chuyện tốt, nhưng hiệu quả cũng không phải dễ dàng thấy như vậy. Liên lụy đến thiên phú, thái độ học tập cùng rất nhiều vấn đề. Nếu quả thật giảng mấy tiết học, khiến cho sức chiến đấu của người tăng nhiều, chẳng phải người người đều có thể trở thành cao thủ của chiến sư Đường. Chiến sư cũng không có cường đại như vậy, khiến vô số danh sư chịu phấn đấu hiểu rõ. Có thể là hắn, không muốn nhận thua a. Nhớ tới thân phận của Trương Huyền, Ngũ Nhiên cảm khái. Vị này chính là siêu cấp thiên tài, ngay cả sai lầm của Khổng sư cũng có thể chỉ ra. Trong lòng kiêu ngạo có thể nghĩ, chứng kiến đệ tử bản thân, so với bọn hắn kém nhiều như vậy, tất nhiên không chịu nổi, làm như vậy. Cũng có thể hiểu. Nhưng kết quả, đã định trước chỉ có thất bại. Không đi quản ý tưởng của mọi người, Trương Huyền lý giải thiên đạo võ kỹ, cùng kinh nghiệm chiến đấu, dùng phương pháp vô cùng tinh giản truyền thụ, không có chút giữ lại cùng che giấu nào. So với đám người Vương Dĩnh giảng giải giống nhau như đúc, chính thức làm được đại công vô tư. Chiến đấu cũng không phải người nào ra chiêu nhanh người đó liền chiếm ưu thế, quan trọng nhất là, hắn hiểu rõ mục đích, dụng ý ra chiêu này, hiểu những thứ này, đã có dự phòng, mới có thể sớm dự phán cùng ứng đối. Thanh âm của Trương Huyền thản nhiên, mang theo vận luật đặc thù. Sư giả chi tâm phối hợp tâm cảnh khác độ có thể so với danh sư thất tinh, khiến hắn giảng giải tri thức, đệ tử nghe xong liền rõ ràng, vừa rõ ràng liền hiểu, vừa hiểu liền tinh thông. Không được, linh khí không đủ. Nhìn tất cả học sinh trước mắt, không ít đã lĩnh ngộ yếu điểm giảng giải, chân khí trong cơ thể sôi trào, đối với lý giải võ kỹ liên tiếp kéo lên, Trương Huyền chẳng những không có cao hứng, ngược lại nhăn mày. Võ giả muốn dung hội quán thông võ kỹ, lĩnh ngộ là một mặt, chân khí thông suốt cũng là một mặt. Thật giống như rất nhiều võ kỹ tuyệt chiêu, đều có bản thân đặc biệt chân khí vận chuyển lộ tuyến, chân khí chưa bao giờ vận chuyển qua, rất dễ dàng xuất hiện bế tắc. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều võ kỹ, cũng không phải là vừa học liền biết. Dù sao không phải ai cũng có thiên đạo chân khí, bất luận kinh mạch gì cũng có thể tùy ý thông suốt. Nếu như tu luyện võ kỹ, vận chuyển chân khí, tự nhiên cũng có tiêu hao đối với linh khí, bản thân giảng bài, để nhiều đệ tử đồng thời đột phá như vậy, linh khí trong phạm vi cấm chế đã bị hấp thu sạch sẽ, chưa đủ sử dụng. Tiếp tục nữa, không có linh khí bổ sung, rất dễ dàng gián đoạn bọn hắn lĩnh ngộ võ kỹ. Một khi gián đoạn, còn muốn tìm được loại trạng thái này, sẽ rất khó. Cái này giống như đốn ngộ, là không thể quấy nhiễu. Ánh mắt nheo lại, không chút do dự, đại thủ chảo một cái. Địa mạch linh dịch theo đầu ngón tay phun ra, tựa như giọt mưa rơi trên huyệt đạo của tất cả học sinh. Tuy địa mạch linh dịch càng dùng càng ít, nhưng lúc này cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Tuy linh khí của linh thạch thượng phẩm càng thêm tinh thuần, nhưng hấp thu không có dễ dàng như vậy, hiệu quả xa xa không bằng. Linh dịch rơi xuống, tất cả đệ tử đắm chìm trong đốn ngộ tinh thần đại chấn, đối với lý giải võ kỹ càng ngày càng sâu, kinh mạch giam cầm cũng trong nháy mắt mở ra. Trong linh dịch không chỉ có ẩn hàm linh khí hùng hậu, còn xen lẫn chút hít thiên đạo chân khí, kèm theo linh dịch tiến nhập thân thể, tự động phá tan bế tắc lúc trước. Hả? Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục giảng giải, lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhịn không được nhìn ra phía trước. Chỉ thấy dưới trời xanh xanh thẳm, một thánh thú phi hành cực lớn vạch phá không khí,
đi vào trên không học viện. Là người của chiến sư đường, lúc này mới nửa canh giờ. Vốn tưởng rằng có thể giảng giải một canh giờ, không nghĩ tới, mới nửa canh giờ người đã tới rồi. Được rồi, hôm nay tiết học liền đến nơi đây. Đình chỉ giảng bài, mọi người đều từ trong tu luyện tỉnh táo lại, Trương Huyền đưa tay hóa giải cấm chế. Người chiến sư đường đến, giảng bài tự nhiên không thể lại tiếp tục tiến hành. Chiến sư đại tái, đã chính thức bắt đầu. Chương 1721, phương pháp tuyển chọn 1. Thánh thú này chừng dày mấy chục mét, toàn thân xanh đen, đôi cánh khổng lồ mang theo lửa đỏ, tựa hồ có hỏa diễm, nương theo hai cánh vũ động, thiêu đốt ở phía chân trời, còn chưa tới trước mặt liền làm cho người ta cảm giác cực nóng. Nóng như vậy, người ngồi kiểu gì? Tất cả danh sư tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn khoảng cách xa như vậy, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi, ngồi ở trên lưng còn không bị nướng thành thịt khô. Hơn nữa, các ngươi nhìn thấy chưa, trên lưng thánh thú này không có phòng ốc. Không biết người nào hô lên, lúc này mọi người mới phát hiện trên lưng thánh thú bay tới rỗng tuếch, không có kiến trúc, mười mấy người thẳng tắp đứng ở trên lưng thú, vẫn không nhúc nhích, tựa như sinh trưởng ở phía trên. Linh thú, thánh thú phi hành bình thường, trên lưng sẽ dựng lên phòng ốc lớn nhỏ không đều, có thể che đậy cương phong lúc phi hành, cũng có thể làm cho người ta an tâm tĩnh dưỡng, cưỡi thoải mái dễ chịu. Không có thứ này, trụi lùi đứng ở trên lưng thú tràn đầy hỏa diễm, cự ly ngắn còn có thể, khoảng cách dài mà nói, chỉ sợ đối với bất kỳ người nào cũng là một loại tôi luyện, tu vi cùng ý chí kém một chút, sẽ không kiên trì nổi. Đây là phương pháp tôi luyện đặc thù của chiến sư đường, muốn võ giả ở trong quá trình chạy đi, cũng không ngừng tu luyện. Ô Thiên Khung giảm thấp thanh âm xuống. Đúng vậy, cách làm của chiến sư đường, luôn luôn đều là tu luyện nữa, không thể có chút lười biếng. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều không thể buông lỏng, chạy đi đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại tu hành. Thẩm Bình Triều lên tiếng. Làm viện trưởng nhiều năm như vậy, cùng chiến sư đường đã tiếp xúc rất nhiều lần, biết rõ tập tính cùng cách làm của đối phương. Chính bởi vì cố chấp đối với tu luyện, thành viên của chiến sư đường mới cường đại như thế. Nếu như không nhìn lầm, đây là một phượng diễm thánh thú thánh vực tam trọng, có được huyết mạch thiên phượng, độ nóng ở trên lưng không kém địa hỏa. Đối kháng loại nhiệt độ này, chân khí sẽ trở nên càng ngày càng tinh thuần, nhục thân trở nên càng ngày càng cường đại. Ngũ Nhiên viện trưởng cảm khái. Người chiến sư đường không chỉ phải có thiên phú, càng trọng yếu là, còn có nỗ lực vứt bỏ hết thảy. Nhìn những thứ này ở trong mắt, Trương Huyền nhìn không được nhẹ gật đầu. Cho dù có thiên phú, không có trả giá khổ tu cũng là uổng công. Tựa như hắn, mặc dù tu luyện thiên đạo công pháp, khởi điểm vượt qua rất nhiều người. Nhưng ở trên tu hành, như trước không có bất kỳ qua loa, cho tới bây giờ đều là nghiêm túc hoàn thành, cẩn thận tỉ mỉ. Nguyên nhân chính là loại thái độ này, mới thành tựu thực lực của hắn hôm nay. Phần Phật. Trong tiếng nghị luận, thánh thú phi hành trên bầu trời vung vẩy cánh, chậm rãi rơi xuống. 13 thân ảnh mặc danh sư bào từ phía trên đi xuống. Danh sư bào của bọn hắn, cùng mọi người không quá giống nhau, chỗ những ngôi sao đại biểu cấp bậc kia, khác chính là trường kiếm. Từ xa nhìn lại làm cho người ta có một loại cảm giác kiếm khí rét thấu xương. Ở trung tâm chính là một trung niên nhân, đại khái chừng 40 tuổi, hai hàng lông mày giơ lên, mang theo oai hùng chi khí, khí tức cuồn cuộn, cho thấy thực lực cường đại. Là một vị cường giả thánh vực nhị trọng, đồng dạng là cấp bậc này, nhưng càng thêm bộc lộ tài năng, làm cho người ta cảm giác như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Có thể đoán được, coi như cấp bậc không bằng Ngũ Nhiên, nhưng mà dưới tình huống chiến đấu, người sau phải thua không thể nghi ngờ. Lợi hại. Cảm khái một tiếng, Trương Huyền tiếp tục nhìn sang, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, thấy được hai người quen biết cũ. Đúng là Lộc Thành cùng Ngô Hư ở Sơn Cốc Xích Huỳnh quả đụng phải, lúc trước liền đoán bọn hắn có thể là chiến sư, bây giờ nhìn đến, quả nhiên. Hai người bọn họ, cùng hai tháng trước rõ ràng có khác biệt rất lớn, thực lực càng thêm mạnh mẽ, càng thêm tinh thuần, nhất là Ngô Hư, lúc trước chỉ có tàm phong cảnh đỉnh phong. Bây giờ đã đạt tới bán thánh. Tuy vừa đột phá không lâu, lại làm cho người ta cảm giác rầm rộ, lực lượng vô cùng vô tận. Xem ra phương pháp nói với hắn hữu hiệu rồi. Trương Huyền cười cười. Lúc trước gia hỏa này tính toán mượn nhờ Xích Huỳnh quả đột phá, bản thân không bán, mà cho một ít địa mạch linh dịch. Mượn nhờ loại linh khí này dễ hấp thu, để hắn điên cuồng tăng lực lượng, sau đó trùng kích. Hiện tại xem ra, quả nhiên hữu hiệu, thành công đột phá bán thánh. Trương sư, hắn nhìn thấy hai người cũng nhìn thấy hắn,
cung kính thi lễ một cái. Tuy chiến sư kiêu ngạo, nhưng đối với cường giả cũng có tôn trọng thật lớn. Vị trương sư này, chỉ có đạp hư cảnh, liền đánh bọn hắn rối tinh rối mù, sức chiến đấu mạnh, có thể nói khủng bố, bọn hắn so sánh cũng không bị kịp, người có thiên phú như thế, mặc dù là bọn hắn, cũng không dám có chút khinh thường. Vân Hư học viện viện trưởng Ô Thiên Khung, La Thanh học viện viện trưởng Thẩm Bình Triều, Thanh Trúc học viện viện trưởng Ngũ Nhiên, Hồng Viễn học viện viện trưởng Trương Huyền gặp qua chư vị chiến sư. Tứ đại viện trưởng đứng dậy. Tại hạ chiến sư Đường Bách Phu trưởng, Trác Thanh Phong. Trung niên nhân không dám thất lễ, tiến về phía trước một bước, ôm quyền nói. Tuy hắn là người của chiến sư Đường, chiến lực cường hãn, nhưng địa vị của tứ đại viện trưởng, so với hắn còn cao hơn một cấp. Nguyên lai là Trác sư. Ô Thiên Khung cười cười. Lúc trước ta liền nghe nói qua ngươi, một kiếm bình tam giang, một khí động cửu châu. Một người một kiếm, đuổi theo thanh nguyên đạo phỉ 10 năm không dám trở về quê cũ, hào khí ngất trời, lão hủ cực kỳ bội phục. Ô viện trưởng khách khí, chút tài mọn mà thôi. Nghe được ô viện trưởng lại có thể nghe nói qua hắn, Trác Thanh Phong gật đầu cười. Có thể trở thành chiến sư Đường Bách Phu trưởng, đủ để nói rõ thực lực. Ô Thiên Khung vuốt râu. Lần này tuyển chọn chiến sư, lúc trước ta liền đưa tin cho ô viện trưởng, danh ngạch thay đổi, chắc hẳn chư vị viện trưởng đều đã hiểu rõ tình hình. Chương 1722, phương pháp tuyển chọn 2. Biết rõ đối phương lấy lòng bản thân, Trác Thanh Phong không có dây dưa ở vấn đề này, nhìn lại. Đã biết được, lần này cần tuyển chọn ra 100 vị chiến sư. Đám người Thẩm Bình Triều gật đầu. Chuyện này lúc trước đã biết, danh ngạch tăng lên gấp đôi, thông qua tỷ lệ tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Đúng vậy, lần này tuyển chọn số lượng nhiều hơn một chút, nhưng mà độ khó tuyển chọn cũng không phải trở nên đơn giản. Thấy bọn họ biết được, Trác Thanh Phong gật đầu. Hơn nữa càng lớn, mấy vị viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Không biết lần này nội dung so tài là cái gì? Làm sao tiến hành tuyển chọn? Dĩ vãng thi đấu tuyển chọn, là tiến hành lôi đài chiến, tất cả học sinh tham gia tuyển chọn, đều sẽ lên đài tiến hành chiến đấu, cuối cùng quyết ra danh ngạch cần thiết là được. Trác Thanh Phong nói. Đám người Ô Thiên Khung nhẹ gật đầu. Tuy mỗi lần phương thức tuyển chọn không giống nhau, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, cơ bản đều là tất cả học sinh tham gia tuyển chọn tiến hành luận võ. Người thắng trận tự động trúng cử. Loại tỷ thí này, mỗi người đều trải qua vài cuộc tranh tài, tốn thời gian lâu không nói, còn rất dễ dàng bị thương, dẫn đến sức chiến đấu rớt xuống rất nhiều, bởi vậy lần này sửa lại phương pháp. Trác Thanh Phong nói tiếp. Lúc trước lôi đài chiến, tứ đại học viện 80 người, tuyển chọn ra 10 người, cũng cho thấy mỗi người ít nhất phải trải qua 3 trận. Dưới tình huống tu vi mọi người đều không kém bao nhiêu, mỗi một trận đều chiến đấu vô cùng khổ cực, hầu như hao hết toàn lực, sau 3 trận, nửa cái mạng cũng không còn. Thậm chí có một ít, vốn có thể trùng kích đến 10 thứ hạng đầu, trận đầu gặp đối thủ mạnh mẽ, bị cứng rắn đào thải. Coi như là may mắn thắng được, cũng bởi vì thương thế quá nặng, mà bỏ qua danh ngạch chiến sư. Đây không phải chỉ là tổn thất của tứ đại học viện, càng là tổn thất của chiến sư Đường. Nghe được sửa đổi phương pháp, đám người Ô Thiên Khung cùng Thẩm Bình Triều liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình nghi hoặc. Mặc dù loại phương pháp này có tai hại, nhưng cũng công bình nhất. Có thể làm cho người tâm phục khẩu phục, tùy tiện thay đổi mà nói, làm không được công chính, ngược lại phiền toái. Bất quá nghi ngờ của bọn hắn cũng không có bao lâu, Trác Thanh Phong liền giải thích. Lần này phương pháp rất đơn giản, cũng càng mau lẹ, chính là người chiến sư Đường chúng ta, tiến hành khảo hạch đối với các ngươi. Dưới cấp bậc giống nhau, học viên của các ngươi có thể tiếp được 3 chiêu của thành viên chiến sư Đường, coi như là thông qua. 3 chiêu. Đám người Ô Thiên Khung. Thẩm Bình Triều nhíu mày. Nghe như đơn giản, không cần các loại tỉ thí, nhưng trên thực tế độ khó xác thực gia tăng lên. Người khác không biết chiến sư Đường đáng sợ, nhưng bọn hắn thấy tận mắt qua, đồng cấp bậc hầu như vô địch, học sinh của bọn họ, tuy cường đại, lại chỉ coi như là người xuất sắc trong đồng cấp, thật muốn cùng chiến sư tỷ đấu mà nói, 3 chiêu. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng chống đỡ như vậy. Yên tâm, trước khi bọn hắn tới, cũng đã được chuyên môn dặn dò, thi triển 3 chiêu. Toàn bộ lực lượng giống nhau, sẽ không xuất hiện tình huống làm việc thiên tư, cố ý thiên vị. Thấy bọn họ trầm tư, Trác Thanh Phong nói. Điểm ấy chúng ta tin tưởng chiến sư Đường. Nghe được lời của đối phương, đám người Ô Thiên Khung cười cười. Chiến sư Đường tuyển chọn,
tự nhiên sẽ công bằng công chính, điểm ấy không có nghi kỵ gì. Nếu như tin tưởng, vậy là tốt rồi, hiện tại liền bắt đầu đi, càng nhanh càng tốt. Trác Thanh Phong phất tay, chẳng muốn tiếp tục giải thích, thản nhiên nói. Tốt, thấy đối phương thúc giục, tứ đại viện trưởng đồng thời cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Lúc trước còn làm ra các loại chuẩn bị, kết quả người ta trực tiếp để người chiến sư đường khảo hạch, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tuy loại khảo hạch này kỳ quái, nhưng mà cũng có chỗ tốt rất lớn, đó chính là muốn thắng được đối phương rất khó, kiên trì ba chiêu bất bại, có lẽ rất dễ dàng làm được. Hứa Đài, Trần Trúc, hai người các ngươi trước khảo hạch năm nhất đi. Nghe được đáp ứng, Trác Thanh Phong khoát tay áo. Vâng, hai thanh niên từ trong đám người đi ra. Hai người này đều chỉ 17, 18 tuổi, tu vi tương tự đệ tử năm nhất, hợp linh cảnh đỉnh phong, chỉ là khí tức trên thân càng thêm lợi hại, làm cho người ta có một loại cảm giác chói mắt. Ta tới trước đi. Hứa Đài gật đầu, thân thể nhoáng một cái, rơi xuống trên lôi đài, nhìn quanh một vòng. Đệ tử năm nhất tham dự khảo hạch, có thể ở trên tay của ta, đi qua ba chiêu, coi như thông qua. Nói xong, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hàn mang bắn ra bốn phía, sặc sỡ lóa mắt. Khí thế trên người hắn cũng liên tiếp kéo lên, mặc dù chỉ là hợp linh cảnh, lại làm cho người ta có cảm giác uy áp linh hồn mãnh liệt, tựa hồ cường giả kiều thiên cảnh tới chiến đấu, cũng rất khó chống lại. Thật mạnh! Lúc trước cho rằng người Vân Hư học viện liền đủ đáng sợ. Không nghĩ tới bọn hắn lợi hại hơn, hợp linh cảnh, lại có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Không hổ là chiến sư. Đúng vậy, ta là kiều thiên cảnh, cũng cảm thấy không phải là đối thủ. Cảm nhận được khí thế của Hứa Đài, sắc mặt của mọi người đều siết chặt. Chương 1723, trừ kiện xuất thủ 1. Hợp linh cảnh, vừa mới bắt đầu tiếp xúc linh hồn, coi như là chính thức bước vào bước đầu tiên của cường giả, dựa theo tình huống bình thường, coi như lại tích lũy, cũng thành tựu có hạn, vị này lại làm cho người ta có cảm giác hùng hậu như núi, có thể tưởng tượng ra đáng sợ. Ta tới. Trong đám người, một thanh niên kêu to, nhảy lên. Là Vân Hư học viện Triệu Trung Xuyên, trong học viện tỷ thí, bài danh thứ 6. Có thể ở Vân Hư học viện bài danh thứ 6, khả năng thông qua thật lớn, cơ bản coi như là chắc chắn rồi. Đúng vậy, trước để hắn đi lên xem một chút, có thể tiếp được ba chiêu của vị chiến sư này hay không, chúng ta cũng sớm làm chuẩn bị. Ân, người đầu tiên lên, đối với đối thủ không quá rõ ràng, sẽ chịu thiệt, nhưng lấy thực lực của hắn, kiên trì ba chiêu nên rất dễ dàng a. Chứng kiến người thanh niên này, dưới đài giảm thấp xuống thanh âm. Tất cả đệ tử năm nhất, từng cái thần sắc ngưng trọng. Vừa rồi thời điểm biểu hiện ra, Triệu Trung Xuyên này thực lực kinh người. Trong 80 vị đệ tử của tứ đại học viện, tuyệt đối có thể xếp vào 15. Nói cách khác, dựa theo luận võ bình thường, tất nhiên có thể được tuyển chọn thành công. Thực lực như thế, người đầu tiên lên đài, có thể nhìn xem sức chiến đấu của Hứa Đài đến cùng như thế nào, cũng có thể cho mọi người sớm tham khảo. Binh khí của ngươi đâu? Thấy hắn đi lên, trên mặt Hứa Đài không có bất kỳ biểu lộ, cũng không có bất kỳ ý khinh thị, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, thần sắc hờ hững. Ở đây, lòng bàn tay run lên, một thanh trường đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Triệu Trung Xuyên nhẹ nhàng vẽ một cái, sóng khí cuồn cuộn. Bắt đầu, biết rõ thực lực đối phương mạnh mẽ, Triệu Trung Xuyên không dám do dự, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân ảnh thẳng tắp lao về phía trước, đao phong liên tục, trong nháy mắt, phạm vi mấy chục thước ở phía trước bị bao phủ. Không tệ, thấy người đầu tiên lên đài là đệ tử nhà mình, Ô Thiên Khung còn có chút bận tâm, chứng kiến cái này. Nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Chiêu này, đúng là tuyệt chiêu mạnh nhất của đối phương, một khi thi triển, sẽ hình thành công kích vô cùng cuồng bạo, coi như kiều thiên cảnh cũng phải tạm lánh phong mang, không dám ngạnh kháng. Biết rõ cơ hội ba chiêu rất trọng yếu, không có thăm dò, vừa ra tay liền dùng lực lượng mạnh nhất, Triệu Trung Xuyên thoạt nhìn cũng không phải là người cổ hủ. Còn có thể, nhưng mà, quá chậm. Đối mặt đao ảnh đầy trời, Hứa Đài chẳng những không có khẩn trương. Ngược lại nhẹ nhàng cười cười, thân thể nhoáng một cái, thời gian nháy con mắt, từ tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã đi vào trước mặt Triệu Trung Xuyên, trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh! Người sau chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ điên cuồng kéo tới, đại đao chậm lại, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, khí huyết sôi trào. Nguy rồi! Thấy đối phương một kiếm phá vỡ tuyệt chiêu, đồng tử của Triệu Trung Xuyên co rụt lại,
đang muốn nhảy về phía sau tránh né công kích, đã cảm thấy hàn mang lóe lên, một đạo kiếm quang rơi vào trên cổ của mình, băng hàn rét thấu xương. Ngươi thua. Trường kiếm của Hứa Đài khoác lên cổ của đối phương, thần sắc hờ hững nhìn qua. Ta, thua. Sắc mặt Triệu Trung Xuyên lúc đỏ lúc trắng. Đối phương chỉ dùng hai chiêu, hắn liền thất bại, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, nếu như là sinh tử chém giết, chỉ sợ đầu đã rơi xuống đất. Cái này. Triệu Trung Xuyên cũng thua. Hắn chỉ giữ vững được hai chiêu, chúng ta, chẳng phải càng không được. Dưới đài, khuôn mặt mọi người tái xanh. Triệu Trung Xuyên là trong tất cả đệ tử năm nhất xếp hạng trước 15, người mạnh như thế, ngay cả hai chiêu cũng không có chịu đựng, những người khác khẳng định càng khó thành công. Xem ra, độ khó là gia tăng lên. Ô Thiên Khung siết chặt nắm đấm. Vốn tưởng rằng, tiếp được ba chiêu có thể thông qua, mọi người có cơ hội rất lớn, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện này. Chiến sư đồng cấp bậc, cường đại hơn bọn hắn nghĩ nhiều lắm, căn bản không cho cơ hội. Cái này còn đánh thế nào? Thân thể Trừ Kiện run rẩy. Triệu Trung Xuyên kia vô luận chân khí, hay chiêu số, đều cường đại hơn hắn rất nhiều, người phía trước ngay cả ba chiêu cũng nhịn không được, hắn đi lên, khẳng định càng không phải đối thủ. Xem ra, mộng tưởng chiến sư, là không thực tế rồi. Ta thử xem. Đang phiền muộn, một thanh niên lại nhảy lên. Trừ Kiện nhận ra được. Vị này chính là đệ tử năm nhất của La Thanh Học Viện, giống như bài danh thứ ba. Thời điểm biểu hiện cũng xuất thủ, một đôi kim ngân hoàn từng chiêu toi mạng, uy lực vô cùng, loại tu vi như hắn, hai cái cộng lại cũng không phải là đối thủ. Đinh đinh đinh. Trong lòng rung động, hai người ở trên bục đã bắt đầu tỉ thí, lần này Hứa Đài chiến sư đánh đòn phủ đầu, trường kiếm run run, kiếm quang rậm rạp. Động tác của hắn giống như cây thước đo đạc qua, không dư thừa hoặc lãng phí chút nào, chiêu thứ nhất đã đột phá kim ngân hoàn của đối phương phong tỏa, chiêu thứ hai đi vào trước mặt. Chiêu thứ ba, ở trước ngực người sau đâm ra một lỗ thủng, tuy không sâu, nhưng máu tươi lại ồ ồ chảy xuôi. Ta nhận thua. Khuôn mặt của thanh niên La Thanh Học Viện trắng bệch. Chương 1724, Trừ Kiện xuất thủ 2. Vừa rồi nếu đối phương không lưu tình mà nói, hiện tại hắn khẳng định đã chết. Vốn cho rằng thực lực hắn mạnh như vậy, kết quả. Đồng dạng ngay cả ba chiêu cũng tiếp không được. Vị thanh niên này xuống đài cao. Bầu không khí chung quanh thoáng một phát áp lực xuống, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Triệu Trung Xuyên không thắng được thì thôi, chỉ có thể xếp hạng trước 15, nhưng đệ tử của La Thanh Học Viện, tuyệt đối có thể xếp đến trước 10. Cũng không tiếp được ba chiêu, cái này có chút đáng sợ. Lúc trước, không ít người ôm chờ mong, cảm thấy ba chiêu mà thôi, chỉ cần có thể kiên trì, khẳng định dễ dàng hơn quyết ra thắng bại, hiện tại xem ra. Độ khó to lớn, đủ có thể khiến đại bộ phận người tuyệt vọng. Ta tới. Lại một học viên vào tới. Vị này am hiểu phòng thủ cùng tránh né, vừa giao thủ liền du tẩu khắp nơi, mưu toan kiên trì ba chiêu, nhưng Hứa Đài còn mạnh hơn trong tưởng tượng, tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều. Hai chiêu liền đánh hắn xuống dưới, bị trọng thương. Gia hỏa này vô luận ở phương diện nào, đều không chê vào đâu được. Thần sắc ngưng trọng, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Hứa Đài này, không hổ là chiến sư, tốc độ, lực lượng, phòng ngự không có bất kỳ lỗ thủng rõ ràng, nếu như mình cũng là hợp linh cảnh, đi lên giao thủ mà nói, sợ rằng cũng phải tiêu phí một chiêu mới có thể đánh bại. Đáng sợ, có thể làm cho hắn ở đồng cấp bậc, thi triển một chiêu, đủ để nói rõ thực lực. Đương nhiên nếu sử dụng minh lý chi nhãn hoặc thiên đạo thư viện mà nói, nửa chiêu là có thể chém giết. Rất nhanh, liên tiếp đệ tử lên đài. Hầu như đều không ngoại lệ thất bại, thời điểm tới người thứ 10, miễn cưỡng giữ vững được ba chiêu. Vị này ở trong Thanh Trúc Học Viện xếp hạng thứ nhất, có thể nói năm nhất vô địch, thực lực như thế cũng mới khó khăn lắm thông qua, Hứa Đài kia đáng sợ có chút quá mức. Còn có người đi lên sao? Trong lúc nhất thời, mọi người áp lực cường đại, không ai dám ra mặt. Vân Hư, La Thanh, Thanh Trúc đều có người lên cùng ta tỷ đấu, Hồng Viễn Học Viện tựa hồ còn không người. Ai nguyện ý thử xem, chẳng lẽ ngay cả dũng khí thử một chút cũng không có. Như vậy còn làm chiến sư cái gì? Lạnh lùng cười cười, Hứa Đài nhìn về phía tất cả học sinh của Hồng Viễn Học Viện. Vừa rồi học sinh của ba đại học viện lên một lượt, chỉ có Hồng Viễn Học Viện dừng lại ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cái này, nghe được đối phương nói, tất cả đệ tử năm nhất của Hồng Viễn Học Viện sắc mặt xanh mét, chứng đến đỏ bừng. Bọn hắn biết rất rõ ràng thực lực của mình.
so với đám người Triệu Trung Xuyên cũng có chênh lệch nhất định, thật muốn đi lên phải thua không thể nghi ngờ. Ta đến đi, thua thì thua. Thấy không có người nhúc nhích, Trừ Kiện cắn răng. Dù sao đều là thua, cùng lắm thì thừa nhận mà thôi, đối phương đã gọi lên trên đầu, lại không ra mặt, Hồng Viễn học viện sẽ mất hết mặt mũi. Thân thể tung một cái, nhảy lên đài cao. Coi như có đảm lượng. Hứa Đài nhẹ nhàng cười cười, mí mắt nhấc lên. Lấy ra binh khí của ngươi đi. Binh khí, không cần, để cho ta tay không tấc sắt tới chiếu cố cao thủ của chiến sư Đường A. Trừ Kiện lắc đầu. Bất kể đánh thế nào cũng thua, có cần binh khí hay không đều như vậy, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực. Không cần binh khí, yên tâm, ta sẽ không nương tay, cũng sẽ không khách khí. Thấy hắn không cần binh khí, Hứa Đài lắc đầu, cũng không có tính toán buông tha trường kiếm, ngược lại cổ tay run lên, phát ra minh hưởng nức nở nghẹn ngào. Kiếm khí vạch phá không khí đâm tới. Hứa Đài cũng không phải không dùng binh khí mà khinh thường, đồng dạng thi triển ra một chiêu, sức chiến đấu mạnh nhất. Mũi kiếm mơ hồ, băng hàn rét thấu xương, còn chưa tới trước mặt, tóc gáy toàn thân Trừ Kiện liền dựng lên, sắc mặt trắng bệch. Đối phương xuất kiếm, vừa rồi hắn cũng thấy, căn bản trốn không được, cũng không cách nào ngăn cản, đang định bỏ quyền nhận thua, đột nhiên nhớ tới lúc trước Trương viện trưởng chỉ điểm. Dù sao đều là thua, tại sao phải chủ động thừa nhận? Có lẽ nỗ lực thoáng một phát, có thể kiên trì một đoạn thời gian cũng chưa biết chừng. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trương viện trưởng giảng giải võ kỹ cùng lĩnh ngộ chiến đấu, từng câu từng chữ, lập tức chảy xuôi ở trong lòng. Kiếm này của hắn sạch sẽ thuần túy, phát ở tại tâm, dựa theo viện trưởng nói, là do tâm mà ra, phá giải loại kiếm pháp này, cần quan sát mục đích của hắn, dụng ý xuất kiếm, có thể thi triển uy lực. Vừa rồi uy lực của kiếm pháp cũng đã thấy được, mục đích tự nhiên không cần phải nói, kiếm khí tung hoành, có thể bao phủ toàn bộ huyệt vị của ta, một khi phản kích mà nói, tất nhiên rơi vào bẫy dập của hắn. Dựa theo viện trưởng giảng giải, loại kiếm chiêu này là chủ động để cho ta lộ ra kẽ hở, muốn phá giải. Phải ép hắn lộ ra kẽ hở sớm hơn ta là được. Tất cả suy nghĩ ở trong đầu liên tục chảy xuôi, lại nói tiếp rườm rà phức tạp, trên thực tế chỉ trong nháy mắt mà thôi. Vừa rồi thời điểm Trương viện trưởng giảng giải, lý giải không sâu, lúc này đột nhiên phát hiện, mỗi chữ mỗi câu đều là lời lẽ chí lý. Nhớ tới những lời này, kiếm pháp lúc trước vô cùng rườm rà, hoàn toàn xem không hiểu, giờ phút này ở trước mắt chậm rãi chảy xuôi, rõ ràng có thể thấy được, mục đích dụng ý đối phương xuất kiếm, phương hướng đâm ra, không còn bất luận bí mật gì. Viện trưởng nói, chiêu này nên đối phó như thế này, cứ làm như thế. Cắn răng một cái. Đối mặt kiếm quang của đối phương, cũng không tránh né, thân thể đột nhiên co lại thành một đoàn, ngón trỏ mãnh liệt điểm ra. Phốc suy. Ngay sau đó nghe được một thanh âm vang lên, đầu ngón tay giống như đụng phải cái gì, Trừ Kiện lui về sau một bước, vội vã nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Hứa Đài cùng hắn chiến đấu, chẳng biết lúc nào hai mắt trắng dã, nằm trên mặt đất, từng ngụm phun ra máu tươi. Cái này, chứng kiến ra hỏa mà nhiều cao thủ như vậy cũng không chiến thắng được. Tùy tiện điểm một cái liền nằm trên mặt đất, Trừ Kiện bối rối. Sẽ không phải là đụng đồ sứ, muốn lừa bịp người chứ. Chương 1725, Trần Trúc 1. Trừ Kiện căn bản là không nghĩ tới, có thể đánh bại đối phương. Thực lực của người này, vừa rồi cũng thấy được, kiếm khí tung hoành, chiêu số tinh xảo, coi như là ba cái hắn, chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ, vốn cùng đối phương chiến đấu cũng không có lòng tin xuất thủ. Là nhớ tới viện trưởng giảng giải, mới vội vàng ứng đối. Viện trưởng nói qua cùng loại người nhục thân, kiếm pháp, phản ứng. Đều cơ hồ hoàn mỹ này, phải chiến đấu như thế nào, chỉ là hắn cảm thấy, không có cơ hội gặp phải, không có coi là chuyện quan trọng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, dựa theo giảng giải nói đi tiến công, lại có kỳ hiệu như thế. Một ngón tay liền điểm nằm trên mặt đất, thật hay giả, đây cũng quá dễ dàng đi. Gia hỏa này thật sự là cường giả vừa rồi ngay cả Triệu Trung Xuyên, ba chiêu cũng kiên trì không được. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, giống như Hứa Đài chiến sư bị đánh bại rồi. Chúng ta nhiều người như vậy, ngay cả ba chiêu của hắn cũng không kháng nổi, gia hỏa này lại đánh bại. Không phải nói đệ tử của Hồng Viễn học viện thực lực rất kém cỏi sao? Đây là, cái tình huống gì? Hắn ở trên đài ngẩn người, có chút không rõ ràng cho lắm. Dưới đài cũng điên rồi. Từng cái trợn mắt há hốc mồm, như là gặp quỷ. Vân Hư học viện, La Thanh học viện, Thanh Trúc học viện,
vừa đến liền tiến hành qua biểu hiện, mọi người đối với thực lực của mình, đều có hiểu được nhất định. Trừ kiện này, trong 80 người, không xếp được vào trước 50, kết quả sau khi lên đài, một ngón tay liền đâm lật Hứa Đài. Chênh lệch này, không khỏi có chút quá lớn đi. Ngươi ăn gian, nhổ ra mấy ngụm máu tươi, lúc này Hứa Đài mới chỉ hoãn qua, đứng dậy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mắt, giống như hung thú. Đường đường chiến sư, lại có thể bị một người chân khí, lực lượng, tốc độ phản ứng. Không bằng hắn, một ngón tay đâm lật, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Ta, Trừ Kiện ngẩn ngơ, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Không có ăn gian, nhưng làm sao đánh bại đối phương, thực không biết rõ. Muốn nói ăn gian, tất cả mọi người ở trên lôi đài công bằng quyết đấu, hơn nữa đối phương còn dùng trường kiếm, tính như vậy, tuyệt đối là chiến thắng không thể thật hơn. Có dám cùng ta tỉ thí lần nữa hay không? Hứa Đài nghiến răng. Tốt, có gì không dám. Trần trừ một chút, Trừ Kiện gật đầu. Kỳ thật không chỉ Hứa Đài cho rằng như vậy, rất nhiều người ở dưới đài cũng nghĩ như vậy, nếu như hiện tại đã nói đối phương thua, chắc chắn sẽ không thừa nhận, thắng cũng sẽ không quang vinh. Bắt đầu đi, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghe được đáp ứng, Hứa Đài thét dài một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trường kiếm hóa thành cự long, thẳng tắp bắn tới. Lần này vừa ra tay liền dùng lực lượng mạnh nhất, còn đáng sợ hơn vừa nãy, trường kiếm còn chưa tới trước mặt, kiếm khí liền xé rách mặt đất tỉ thí đài. Giống như tình huống vừa rồi, viện trưởng đối với loại công kích này, cũng đã tiến hành giảng giải. Nhìn một kiếm của đối phương uy lực vô cùng, trong đầu Trừ Kiện lâm vào nhớ lại, lần nữa nhớ tới viện trưởng truyền thụ. Thân thể nhẹ nhàng chuyển một cái, hợp chỉ làm kiếm, nhắm một phương hướng điểm qua. Phốc suy, đầu ngón tay vào thịt, chân khí như dao găm. Sau một khắc, Hứa Đài khí thế hung hăng, lần nữa nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thổ huyết. Bộ dáng còn thảm hơn lúc trước vài phần. Tựa hồ trong cơ thể có máu tươi nôn không hết. Lại thất bại. Lần này hắn dùng ra toàn lực, cũng bị một chỉ đánh bại, chẳng lẽ Trừ Kiện này vẫn giấu kín tu vi. Ta cũng xem không hiểu, chiêu số của hắn thật sự quá thâm ảo rồi. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nói không ra lời. Đệ nhất danh của ba đại học viện, tất cả đều liếc mắt nhìn nhau, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Lúc trước, bọn hắn căn bản không có để Hồng Viễn học viện vào mắt, cảm thấy tuyển chọn ra trước 20, đối phương khả năng ngay cả một cái cũng không có, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ra hỏa bài danh cũng không gần phía trước của đối phương, dễ dàng liền đánh bại chiến sư của chiến sư đường. Ngươi, ngươi, dãy dụa đứng dậy, Hứa Đài nghiến răng. Nói thật, hắn cũng không biết vì sao mình bại. Đường đường hợp linh cảnh, tồn tại hầu như không có địch thủ, bị người đánh bại cũng không biết, khiến hắn có chút phát điên. Được rồi, Hứa Đài, còn ngại mất mặt chưa đủ. Thấy hắn không phục, Trác Thanh Phong hừ lạnh. Đội trưởng, ta. Hứa Đài vội vàng quay đầu. Vị tiểu huynh đệ này, chân khí cùng lực lượng đích xác không bằng ngươi, nhưng hắn lý giải võ kỹ cùng nắm chắc thời cơ chiến đấu, là ngươi xa xa không sánh bằng, vừa rồi một chỉ kia, thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế đối với kiếm pháp cùng tình huống vận chuyển chân khí của ngươi, lại rõ như lòng bàn tay mới có thể làm được. Trác Thanh Phong nhãn lực kinh người, nhìn ra chỗ mấu chốt, giải thích một câu. Lấy chỉ làm kiếm, hấp dẫn người lộ ra kẽ hở, sau đó lại tiến hành công kích. Phần nhãn lực này, đủ làm chiến sư. Vâng. Thấy đội trưởng lên tiếng, Hứa Đài không dám nhiều lời, đành phải gật đầu lui xuống. Ta, thông qua được. Vốn cảm thấy hoàn toàn không có hy vọng, nghe được thông qua tuyển chọn, vẻ mặt Trừ Kiện tràn đầy không thể tin được. Chúng ta khảo hạch. Là chỉ cần có thể tiếp được 3 chiêu, liền được thông qua, người đánh bại chiến sư của chúng ta, không tính thông qua mà nói, ai có thể thông qua. Trác Thanh Phong cười cười. Vâng. Trừ Kiện gật gật đầu, từ trên đài cao nhảy xuống. Tốt rồi, Hứa Đài, người nghỉ ngơi một chút, Trần Trúc, tiếp tục khảo hạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1725.